Xin chào mọi người nha. Hello, có ai đang ở đó không? Xin chào mọi người. Sao cái này nó lặng quá trời vậy? Mọi người ơi, ai vào xem đi nào. Lắc quá, lắc quá. Đã có ai chưa ạ? Em chào mọi người nhá. Em chào anh Phương Nguyên, chào tất cả mọi người. Chào mọi người nhé. Thế hôm nay mình live. Có anh. Em chào anh. Anh chia sẻ bài giúp em nhá. Anh Lợi ơi, anh chia sẻ bài giúp em nhé. Chào anh Hiệp Mai, chào anh Nguyễn Thành Hưng. Chào anh Hiệp Mai, chào anh Nguyễn Thành Hưng, chào anh Nguyễn Trọng Hoan, chào tất cả mọi người. Em bán giả hạc đây. Mọi người hãy vào đây để mua một cái cặp like siêu hot luôn. Không ai đâu, không ai có, mình em có. Nhờ mọi người chia sẻ bài giúp em với ạ. Vâng, lâu lắm rồi mới thấy em đây. Anh ơi đây anh ạ, hôm nay em bán cái cặp mà một cái cặp live độc quyền của Học viện Nông nghiệp nhé, là của cái người bạn mà hôm trước live cái cây năm cánh trắng với cây mắt đỏ ấy ạ. Thì ngoài cái cặp like đấy thì bọn em còn làm thêm một cái cặp like nữa để mong muốn có một cái mặt phi điệp 6 mắt. Đấy là em like cái cây ám mắt tràn này, ám mắt tràn phân thùy này, like cái cây cánh trắng mắt tràn phân thùy này với cây cây trầm 6 mắt. Thì đây, với cái nghiên cứu của bạn đấy thì với cái việc là cái cây này nó có nó có cánh trắng này với hai mắt phân thùy, với hai mắt tràn phân thùy rõ ràng, thì nó sẽ like với các cái tính trạng mắt của cây sáu mắt này để hy vọng ra một cái cây giả hạc sáu mắt. Thì cái cặp like này thì trên thị trường là chưa có ai thực hiện cả, chưa có ai thực hiện cái cặp like này cả. Thì với một cái ra một cái bông phi điệp sáu mắt như thế này. Đấy, ra một cái bông phi điệp sáu mắt như thế này. Thì cái bông phi điệp 6 mắt hiện nay thì là một cái bông phi điệp mà rất là hot trên thị trường. Nên là bọn em rất là mong tìm kiếm ra được cái bông phi điệp đấy. Thì khi mà em like ra thì em không thể trồng hết 2.000 cây được. Em cũng cần phải chia sẻ cho mọi người. Thứ nhất là mọi người có giống trồng. Thứ hai là em cũng cần có nguồn vốn tiếp theo để like những cái cặp like tiếp theo để tìm những cái mặt hoa của riêng mình. Nên là em sẽ chia sẻ cho mọi người một số cây và em sẽ chỉ chia sẻ cho mọi người những cái cây đẹp thôi nhé. Mà khi mà like cái hai cái mặt bông này với nhau ấy, thì thường thì những cái cặp like khác em like thì giỏi lắm thì nó cũng chỉ lên được một cây hai cây, nhưng mà like hai cái cặp like với nhau đúng như kiểu điền chỗ trống luôn. Nên là một cốc nó lên quá nhiều luôn ấy ạ, nó lên quá nhiều. Một cốc nó phải tầm 4-5 thân, cốc nào cũng 4-5 thân tùm như thế. Đấy, mọi người nhìn này, lá tròn và tím nhé, lá tròn và tím. Không phải là văn hai đâu anh ạ, thật mà. Đây là quả mà bọn em đem like, quả mà đem like giữa cây cánh trắng mắt tràn với cây trầm sáu mắt đây. Đây là quả đem like ạ. Đó, đây là quả đem like nhá. Đây là quả đem like, còn đây. Quá trình like thì gieo hạt, like bằng phương pháp là gieo hạt nhé. Hoa của cây cánh trắng mắt tràn này. Hoa của cây cánh trắng mắt tràn này lai với hạt phấn của cây trầm sáu mắt nhé, thì khả năng để mà ra được cái cây giả hạc sáu mắt này thì rất là cao luôn. Và hiện thị trường hiện tại thì là đang bán một cái ki giả hạc sáu mắt này với giá là 2,5 triệu, với giá là 2,5 triệu một ki giả hạc sáu mắt nhé. Thì bọn em làm ra được khoảng 2.000 cây, thì không thể trồng hết 2.000 cây được. Nên là em sẽ chia sẻ cho mọi người một số cốc giống, mà sẽ chỉ chọn những cái cốc mà tùm như thế này thôi nhá. Đấy, cốc này thì thường sẽ có là 4
bốn năm thân một chậu đây. Cây lá tròn này, lá dày, lá tròn và tím. Em không biết là qua ảnh mọi người có nhìn thấy rõ cái lá nó tím không, nhưng mà lá rất là tím và khả năng ra được cái cây phi điệp sáu mắt như thế này. Đây là cái mặt bông mà khả năng rất cao là sẽ ra được này. Còn mặt bông bố với mặt bông mẹ của nó đây ạ, là cái cặp lai này là mọi người sẽ không có tìm thấy ở đâu nhá. Mọi người sẽ không có tìm thấy ở đâu. Thì vừa rồi là bọn em có, em chuyển anh một cốc năm cánh trắng đi. Dạ vâng, mấy hôm nữa em chuyển nhá. Mấy hôm nay trời mưa, Hà Nội mưa quá anh ạ. Đây, mọi người sẽ không tìm thấy cặp lai ở đâu, vì bọn em mới làm hai cặp lai, đó là cặp lai năm cánh trắng mũi hồng, lai với mắt đỏ thì hôm trước em vừa có bán rồi. Còn hôm nay còn một cái cặp lai này nữa, đó là cây cánh trắng mắt tràn này, lai với cây trầm sáu mắt. Tại sao lại lai hai cây này với nhau thì em cũng vừa giải thích với mọi người đấy ạ. Là mong muốn hướng tới cái mặt hoa phi điệp sáu mắt như thế này. Đấy, thì mọi người có thể nhìn thấy là cái hai cái mắt này chúng ta đã có rồi, và sẽ lai với cái tính trạng sáu mắt của cây trầm này sẽ ra được bông giả hà sáu mắt. Sao không anh ơi, một cốc nhiều thân như này nhá, là em bán 150.000 một cốc, mà hai cốc thì là 250.000 hai cốc đi anh ơi. Trăm bình thường rất là khỏe luôn, chứ không phải là, đây anh nhìn này, hai cái cặp lai này đúng như kiểu là điền chỗ trống luôn nhá. Khi mà lai vào ấy thì tùm cây lên trong một chậu luôn. Cây trúc mành về đồng bằng nó chết. Ô, em thấy có người vẫn trồng cây trúc mành, mọi người vẫn bán cây trúc mành đấy. Mọi người vẫn, hay là mọi người chỉ trồng để chơi hoa thôi. Đấy, em sẽ chia sẻ cho mọi người, bọn em có 2.000 cốc thì em trồng, thứ nhất là trồng không hết, không có đủ diện tích. Thứ hai là cũng cần vốn để làm những cái cặp lai tiếp theo. Nên là em sẽ chia sẻ cho mọi người đây. Một đơn như thế này, hai cốc là 250.000 cho hai cốc nhá. Một cốc thì sẽ có khoảng 3-4-5 mầm gì đó. Vâng, em có Di Linh Xuân lai Đại Ý Thảo đấy. Em chào anh to tròn cong nhọn nha, chào tất cả mọi người. Đây, cho mọi người xem một cái quá trình lai thì bọn em cũng, hàng của anh gửi chưa? Em gửi rồi anh ơi. Quá trình lai rồi thụ phấn rồi lấy hạt phấn em cũng có lưu lại hết cho mọi người xem ạ. Cho anh 10 cốc nhé. Dạ vâng, em sẽ chọn cho anh 10 cốc nhiều thân nhất, toàn cốc nhiều thân thôi. Cốc nào cũng 4-5 thân như thế này này. Đấy, lá rất là tròn đẹp luôn, lá rất là tròn đẹp. Và hai cái cây này có vẻ là hai cái tính trạng của hai cây này nó rất là hợp nhau, nên khi mà lai thì dường như là không có cốc nào bị chết. Cùng lắm là có một thân lớn thôi. Cùng lắm là có một thân lớn, còn lại là toàn nhiều như này. Thì mọi người có thể về để mình có thể sổ cái mặt bông phi điệp sáu mắt ấy. Thì nếu như mà sổ được cái mặt bông như thế thì gọi là quá xuất sắc luôn. Và vâng, em toàn bán cốc nhiều mầm cho mọi người thôi ạ. Vâng, anh Thoa 10 cốc nhá. Em chào anh Phan Thanh Xuân. Đây, để em chọn cho anh 10 cốc này. 10 cốc rất là đẹp luôn. Cốc nào cũng nhiều mầm hết á. Cốc nào cũng 3-4-5 mầm. Đây, cốc nào cũng 3-4-5 mầm. Và mọi người nhìn này, lá tím ạ. Nó không phải là cái trồng và cùng với cái cốc như hôm trước nhá. Cái cốc này thì chỉ là cái vỏ thôi, còn cái chất cây thì hoàn toàn khác nhá. Hôm trước là em bán cây năm cánh trắng thì cây nó xanh sạch 100%, nhưng mà cây này này, lá nó tím mà lá nó rất là tròn luôn. Nó hai cái loại lai nó tính trạng khác nhau. Chắc là mọi người vâng, chắc là nhưng mà chết nhưng mọi người vẫn bán, bởi vì là anh Xuân ơi, hôm nay em bán cây lai sáu mắt anh ạ. Em bán cây lai sáu mắt nha. Đây, em chọn cho anh 10 cốc này. Cốc nào cũng chi chít mầm, lá tròn đẹp luôn. Lá dày này. Bồ 6 cây này. 7 cây. Anh Thế Vinh Trần ơi, em bán cây giả hạt lai sáu mắt nha. Vâng, anh Luận Trần Minh chờ em tí. 2, 4, 6, 7. 8. Đây, toàn cốc nhiều mầm thôi ạ. 9.
cốc nào cũng tùm luôn. 10 cốc của anh đây nha anh Thoa. Em cho mọi người xem mặt hoa, xem cả quá trình gieo hạt, lấy hạt ươm cây luôn ạ. Quyền đây cho thẳng cho chị. Lại cầm cho chị cái băng dính lại đây với cả cái. Anh chào anh Luận Trần Minh, anh Đỗ Liễu. 10 cốc này em để riêng thôi nhá. Em chào anh Đức Hoàng. Cái cặp like này là mọi người sẽ, em lấy băng dính em ghi tên vào đấy là của anh Thoa số 1. Đây ạ. Cặp like này có mình em có thôi. Em mới làm hai cặp like đấy ạ. Hôm trước em có bán một cặp like rồi. Còn cặp like này là cây cánh trắng mắt tràn này. Cây cánh trắng mắt tràn nhưng mà lại họng phân thùy nhá. Tại sao lại like cái họng, tại sao lại không like cái cây mà lưỡi bệt, mà lại like cái cây mắt tràn nhưng mà họng phân thùy, để cho nó có thể ăn gen với cái cây trầm này, để cho nó có thể ăn gen với cái cây trầm. À vâng anh Tuấn, em cảm ơn anh Tuấn nhé. Em sẽ lấy cho anh Tuấn cây nhiều mầm luôn ạ, cây lá tròn thân tím. Món sáu mắt anh ơi. Đây. Hai cái mắt nó phân thùy để ăn gen với cánh của cây trầm này, để ra được cây giả hạc sáu mắt. Thì đây là một số những cái mặt hoa mà bọn em hướng tới này. Cây giả hạc sáu mắt này thì hiện tại trên thị trường đang bán với giá ki là 2,5 triệu một ki. Đây, anh Tuấn này. Em chốt cho anh Tuấn hai cốc dài đây. Toàn em đã bảo là ươm cái mặt hoa này ra, xong rồi bọn em bảo với nhau là ôi sao mà nó giống như kiểu là điền vào chỗ trống ấy. Nó giống như kiểu là điền vào chỗ trống ấy, bởi vì là nó cây chậu nào nó cũng lên tùm luôn. Bình thường khi mà like cái cặp like trước nhá thì nó sẽ ra được cái chậu một cây thôi, nhưng mà hôm nay nó ra những cái chậu cây nào cũng 4-5 mầm luôn. Chú Xuân Lê ơi, vâng anh Thoa ơi, em sẽ gửi cả mặt hoa bố mặt hoa mẹ cho anh luôn. Anh cháu bán là 150 một cốc 4-5 mầm ấy, 150 một cốc 4-5 mầm, hai cốc thì 250 đi. Hiện tại là mình em đang có cái mặt hàng này nhá, mà em có 2000 cây, nhưng mà sẽ chia sẻ bớt cho mọi người thì lý do mọi người cũng biết rồi đấy. Thứ nhất là không đủ diện tích để trồng, thứ hai là cũng cần tiền để làm các cái mặt hàng like khác nữa. Tất nhiên là cũng có những cốc một mầm, nhưng mà những cốc một mầm thì nó lại rất là to. Anh Tuấn này, anh Tuấn ơi đây. Cốc hai mầm dài luôn ạ. Quyền ơi em chốt hàng cho chị. Ghi số 2 anh Tuấn. Dán giấy vào. Cho anh một cặp. Dạ vâng anh Xuân nhá, chị chào Huy Việt. Việt ơi chia sẻ bài cho chị. Anh Xuân một cặp này. Em cũng bán bằng với lại cái cây lúc trước em bán, bởi vì đây mọi người nhìn này. Nó đẹp từ cái cây con đẹp đi luôn ấy. Nó đẹp từ cái cây con đẹp đi luôn, chứ không phải là cây to mới đẹp. Ôi, cây này nó khoảng 5 mầm gì ấy, anh Xuân ạ. Cây này nó khoảng 5 mầm luôn. 10 cốc nhiêu tiền? 10 cốc là 1,2 triệu anh nhé. Đây để em chọn cho anh cây đẹp. Đây anh ơi, cốc nào cũng chị có tính năng, chị có. Ôi chị có à? Hẳn là bên chị cũng làm à? Em tưởng là mới mình bọn em làm cái cặp like này chứ. Chồng giúp em nhà nhỉ, anh không biết chồng. Mai mới tỉnh. Chị á, ngày mai chị đi thi cơ. Đơn 1 là của anh Thoa, đơn 2 là của anh Tuấn, đơn 3 là của anh Phan Thanh Xuân. Anh Xuân ơi đây, em lấy cho anh Thanh Xuân cặp này nhá. Anh Thoa à? Anh Thoa, số 1 anh Thoa, 10 cây ấy. Đây mọi người, chốt hàng thì cứ hàng một cốc lẻ thì là em sẽ bán 150 nhá. Anh Hạnh Nguyễn ơi, cây này là cây lai sáu mắt anh nhá, cây lai sáu mắt. Chị Năng Tính ơi, chị lai ở đâu đấy? Chị ở đâu? Chị lai ở đâu? Em thì em không biết là chị ở đâu, nhưng mà hiện tại ở Hà Nội đây là mình em mới biết là mình em lai cặp lai này luôn. Thế nhưng mà em gửi rồi anh Lợi Đặng ơi. Cây sáu mắt chị Lương Kim Thanh ơi, cây độc quyền chị Thanh nhá. Chị Thanh chốt hai. Đúng rồi, cây
Cây sáu mắt thì ai cũng có, nhưng mà cây lưỡi chàn thì nếu mà chị bảo là chị có thì em cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì là có thể là có người khác sở hữu cây lưỡi chàn nữa à. Cây đấy trong vườn thì em sao chị có được, để mà chị ai mẹ cho con số 3 cho anh ra đây chưa. Vâng. Kệ chị nói, chị có thì kệ chị thôi, chị có thì chị bán cho mọi người đi. Đây ạ, thương hiệu độc quyền nhá. Lan rừng lá nhỏ đây ạ, mọi người em có sẽ có thể gửi ảnh cho mọi người luôn. Đây, cây mắt tràn này. Cây mắt tràn lai với cây sáu mắt này. Theo như tại vì là bọn em lai gieo hạt nhá, lai gieo hạt ạ. Lai gieo hạt bông hoa của cây mắt bông hoa của cây cây mắt tràn này sẽ lai với cả cây sáu mắt. Anh ơi, giả hạt lai anh ạ, à, anh Dương Minh Quang ạ, à, cây giả hạt lai nhé. Cây giả hạt lai anh nhé. Lai giả hạt chứ anh. Tầm này mà lai trầm thì hiệu quả kinh tế ở đâu ra hả anh? Phải lai giả hạt chứ. Đây. Đây là để nói cho mọi người biết, bởi vì cái này nó cũng hơi mới, cái này nó cũng hơi mới, bọn em lai ra. Cho anh hai cấp. Đây ạ. Đây là quá trình mà bọn em gieo hạt nhé. Cái hạt của cây phi hiệp, cái hạt của cái cây lai nó như thế này đây ạ. Ở đây là trong phòng thí nghiệm rồi nhé. Anh Đỗ Liễu cho anh muốn ít thân nhưng thân dài. Mẹ ơi, mẹ chọn cho con cốc ít thân nhưng mà thân dài. Anh chờ em tí nhá. À đây. Ít thân nhưng mà thân dài. Đây anh nhá, ít thân nhưng mà thân dài này. Anh ơi, em bán lẻ là 150 một cây, một cốc, và hai cốc thì là 250 nhá. Bốn cây thân dài của anh này. Đấy. Cây này thì cũng hai mầm nhưng mà thân dài này. Đấy. 3 này. 4 này. Cái này thì dài gần bằng cái bút nhá. Cây một thân thì thân nó sẽ rất là dài đấy ạ. Vâng, ai mọi người cứ chốt hàng xong rồi inbox em sẽ gửi mặt hoa. Mặt hoa mà ai có nhu cầu mà xem cái quá trình cây gieo hạt cây lai như thế nào, em cũng sẽ gửi cho mọi người xem luôn ạ. Đây. 4 cây nhá. Đỗ Liễu. Mẹ ơi, mẹ ghi số 4 Đỗ Liễu cho con ơi. Anh cho em cả địa chỉ, em gửi rồi anh Quang ơi. Anh ơi, vâng, em nhận địa chỉ rồi nhá. Tóm lại hoa này như thế nào? Hôm nay rất là đâu rồi mà gửi. Đây, đang trồng cây anh ạ. Đang hôm nay được ngày trời mưa đang trồng cây. Anh Công Chiến hai cốc. Anh Công Chiến cho em số điện thoại địa chỉ nhá. Anh Dương Minh Quang ơi, em gửi ảnh rồi mà. À, em gửi hàng rồi mà. Đây ạ, cây mắt tràn ra lai với cây sáu mắt này. Mặt hoa thì khả năng cao là nó sẽ như thế này ạ. Bởi vì là khi em lai thì cũng cố gắng chọn qua chọn lọc để chọn lên cái cây để mà nó ra được cây giả hạt sáu mắt như thế này nhá. Cây giả hạt sáu mắt. Đây, tại sao lại chọn cái cây mắt tràn, bởi vì là để cho nó không bị để cho nó lai với cái tính trạng của cây sáu mắt này, với cái chầm sáu mắt này. Bản thân cái cây phi điệp này nó đã có hai mắt tràn rồi nhá, hai mắt tràn nhưng mà phân thùy nhá. Hai mắt tràn nhưng mà phân thùy này. Dũng Ngô cho mình 3 cốc một thân. Ok anh Dũng Ngô nhá, hàng độc quyền ấy ạ. Vừa nãy có một ai đó có nhưng mà em mới nói là nhà em mới nói là cây chầm sáu mắt thì rất nhiều, nhưng mà cái cây mắt tràn kia mà mọi người bảo là có thì cũng hơi ngạc nhiên. Anh Dũng Ngô 3 cốc một thân dài, cho anh 2 cốc thân dài. Vâng. Mẹ ơi, mẹ nhặt cho con cái cốc thân dài. Ai thích thân dài thì cũng có mà nhiều thân thì cũng có ấy. Một thân thì nó sẽ to hơn ạ. Ờ, thảo kèn, không phải hoàng thảo kèn đâu. Ok, anh Công Chiến ơi, anh thích cây một mầm hay cây một mầm to hay là cây tùm nhiều mầm? Ba cốc dài của anh ba cốc dài của anh nào nhỉ? Của anh Dũng Ngô nhá. Ba cốc dài một thân của anh Dũng Ngô này. Ba cốc dài của anh Dũng Ngô. Đây. Đấy, cốc một thân thì rất dài, thân rất là đẹp luôn. Mẹ ghi cho con là số 5 anh Dũng Ngô.
Anh Tuyến Đinh hai cốc thân dài, ok anh. Anh Tuyến Đinh ơi, hai cốc thân dài của anh nhá. Hai cốc thân dài của anh. Còn nếu mọi người mà thích chăm sóc thì có những cái cốc nó tùm như này, tùm 4 5 6 mầm luôn. Anh Dũng Ngô cho em địa chỉ với. Anh Công Chiến. Anh Dương Minh Quang hai cốc. Anh Chiến ơi, anh Chiến với anh Quang ơi, anh thích cốc dài hay là thích cốc nhiều mầm để em chọn cửa hàng ạ? Anh Tuyến Đinh này. Anh Tuyến Đinh hai cốc. Mẹ ghim cho con số 6 anh Tuyến Đinh. Một cốc là 150 nhá, một cốc là em bán 150 mà hai cốc thì là em sẽ bán là 250 hai cốc. Anh Dương Minh Quang hai cốc nhiều mầm, anh Công Chiến cũng hai cốc nhiều mầm, vâng. Cái này thì đúng là quá nhiều mầm luôn ạ. Hai cái cây này nó ăn ren với nhau mạnh lắm. Đây anh nhá, cốc tùm chi chít luôn ạ. Cốc tùm chi chít luôn. Em chốt cho anh Công Chiến hai cốc này. Đây anh Công Chiến nhá. Cây tùm nhiều mầm luôn, lá rất là tròn mà lá tím nhá. Về mọi người sẽ nhìn thấy là nó lá tím ạ. Ngày sang năm có hoa không em? Anh Hải Anh ơi, sang năm là hoa bói anh ạ, phát triển nhanh khủng khiếp luôn. Phát triển nhanh khủng khiếp luôn. Mẹ chốt cái này số 7 cho con. Anh Dương Minh Quang hai cốc nhiều mầm của anh đây nhá. Anh ơi, phát triển nhanh mà hai cái cây này nó ăn ren với nhau mạnh. Chưa từng có cặp lai nào mà em thấy nó ăn ren mạnh như thế. Cốc tùm mà cây vẫn mập luôn, cây vẫn mập đẹp luôn. Anh Dương Minh Quang nhá, em chọn cho anh hai cốc đẹp. Anh Nguyễn Khanh ơi, cây giả hạc 6 mắt ạ. Cây giả hạc 6 mắt lai nhá, anh Đinh Lê nhá. Đây, cái này là của anh Dương Minh Quang này. Anh Tuyến với cả anh Quang ơi, anh cho em xin lại số điện thoại được không? Xin mỗi số điện thoại thôi. Để em đỡ phải tìm. Đây anh này. Đây anh nhìn nhá. Em có nói, là nói sự thật luôn. Ít ai mà có cái cặp lai nào mà những cái cốc mà nó lại có những cái thân phát triển song song như thế này. Đây, những cái cốc mà nó phát triển song song này, bởi vì hai cái cây này có vẻ là rất hợp gen với nhau luôn đấy. Số 8 cho anh Dương Minh Quang à. Còn ai thích cốc một mầm, cốc nhiều mầm gì thì báo em nhé. Cốc một mầm em cũng bán bằng cốc nhiều mầm luôn. Ok anh Quang. Anh Tuyến ơi, anh Tuyến cho em xin số điện thoại nhé. Ai vừa hỏi em là phi điệp gì thì em trả lời lại nhé, là cặp lai độc quyền của Học viện Nông nghiệp. Cái này là lá hoa xuân nhé chị nhé, bởi vì nó cái cây này là cái cây trầm này, nó là cái cây trầm hoa Tết. Cái cây trầm hoa Tết. Nên là dòng này nó sẽ hoa xuân ạ. Bởi vì phải tìm cái mặt bông mà nó nở ra hoa xuân, bởi vì nếu mà cách mùa hoa với nhau ấy thì không thể lai với nhau được. Nếu mà cách mùa hoa với nhau thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là cách ly sinh sản, mà những người làm nghiên cứu không ai người ta làm trái với quy luật của tự nhiên hết. Không ai mà lại giữ cái quả đến cái mùa cây này, người ta không có làm như thế. Anh Phan Huy Công cho anh hai cốc nhiều mầm, ok anh nhé, hai cốc nhiều mầm luôn. Đây anh ơi, nhiều mầm mà vẫn mọc ú ù luôn. Đây anh này, anh Phan Huy Công nhé. Em cảm ơn anh Tuyến Đinh. Anh Phan Huy Công ơi, hai cốc nhiều mầm của anh này. Đây để em đổi cho anh cái cốc này, nó tùm hơn luôn. Em sẽ bán hết cốc đẹp cho mọi người. Bán hết cốc đẹp cho mọi người. Cốc xấu em để lại em chăm. Em có đến tận 2.000 cốc cơ ạ. Chia sẻ cho mọi người một ít thôi. Đây, mọi người cùng với em nhá. Biết đâu sau này, sổ ra mặt hoa đẹp lại nhớ đến em lan rừng lá nhỏ luôn. Đây, hai cốc này cho anh Phan Huy Công này. Anh Phan Huy Công cho em số điện thoại địa chỉ. Ai mà thích cây một mầm nhá, cây này là cây hai mầm, ai mà thích cây một mầm dài thì cũng có. Cây một mầm dài em cũng bán như là cây nhiều mầm bằng tiền nhau hết ạ. Bởi vì là em chỉ lấy cái công làm cái công lai thôi, chứ còn chủ yếu là em để em tự sổ. Bao tiền một cốc anh? Cây lai 6 mắt anh Kiên Hữu Lương ơi, 150 một cốc nhá. 150 một cốc mà hai cốc là em sẽ lấy 250 hai cốc. Thế mọi người có người cũng hỏi em là thế biết là mặt hoa đẹp vậy thì sao không để hết mà trồng? Bởi vì em không thể để hết em trồng được. Em không có, thứ nhất là em không có diện tích, thứ hai là em phải cần có vốn để làm những cặp lai khác nữa. Ok, em chốt hai chậu này cho anh Phan Huy Công này. Hoa lan Tây Bắc ơi, cây giả hạc 6 mắt lai hàng độc quyền của em nhé. Trên thị trường là không ai có luôn ạ.
Em rất là ít khi bán hàng công nghiệp, nhưng mà nếu em bán hàng line, bán hàng công nghiệp là chỉ có bán những mặt line độc quyền thôi ạ. Hôm trước em cũng bán một mặt hoa lai rồi đấy. Hôm nay thì em sẽ bán tiếp. Ai thích một mầm, thích nhiều mầm gì thì báo em nhé. Ai thích một mầm, nhiều mầm gì thì báo em. Mua lan của em cho em luôn, đúng rồi. Mua lan thì phải nhớ người bán, chẳng may cây nó chết mà mất đền chứ. Đùa chứ, cây này là không bao giờ chết nhá. Mua cây của em chỉ có mang lộc về nhà thôi. Đây, cốc cốc 1, cốc 1 2 mầm. Chọt gì đằng sau vậy muội? Anh Đức ơi, đằng sau em là cây cây một mầm dài mấy sen? Anh ơi, cây này nó dài tầm 8 sen anh nhá. Cây này nó dài tầm 8 sen ạ. Em ở Hà Nội nhá, ở gần Học viện Nông nghiệp. Vườn em thì ở gần Học viện Nông nghiệp bên Gia Lâm, nhưng mà nhà em đang ở bây giờ thì ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp nhá, bởi vì em đi làm ở Hà Nội cho nên là không thể ở quá xa được. Đằng sau em là cây nù di linh lai với cây đại ý thảo nhá. Cây này thì lớn rồi. Chốt cho anh hai cốc em đang cầm. Đây hả anh? Anh Liễu ơi, anh chốt thêm hay là đổi hai cốc lúc nãy hả anh? Anh Liễu ơi, anh Liễu chốt thêm hay là sao? Mọi người không chốt là hơi bị tiếc luôn đấy ạ. Anh Phương Dương Thế ơi, em bán là cốc một mầm cũng như cốc nhiều mầm, lấy cho em mấy cái cốc nhiều mầm bên đây này. Đây, cốc một mầm cũng bằng tiền cốc tùm nhiều mầm nhá, là 150 một cốc. Mà hai cốc thì em sẽ lấy là 250 hai cốc ạ. Còn đằng sau em là cây Di Linh Xuân Lai với cây Đại Ý Thảo nhá. Di Linh Xuân Lai với cây Đại Ý Thảo, cây này thì là cây hoa Tết luôn ạ. Vâng, anh ơi, toàn thân mập thôi anh ạ. Đây, cốc nhiều mầm với cốc một mầm cũng y như nhau. Đây mọi người nhìn này, lá tròn và lá tím luôn nhá. Chốt thêm em, ok anh. Em chốt luôn anh hai cốc này này. Chốt thêm cho anh Đỗ Liễu số 4. Em chào anh Thanh Hòa. Chào anh Trang Vũ. Đây, ai thích nhiều mầm mọi người nhìn này. Lá tròn như lá mít mà lá tím luôn ạ. Lá tím luôn nhá. Em không biết là qua cái màn ảnh này nó tối, mọi người có nhìn. Dạ vâng anh Dũng Phạm nhé, cho xem mọi người xem mặt hoa lai, xem mặt hoa lai, xem quả và xem cả quá trình làm luôn ạ. Anh Đỗ Liễu số 4, kịch thêm ấy. Chốt cô chủ. Đây ạ, đây là mặt hoa lai nhá, đây là mặt hoa lai này. Cây giả hạc mắt tràn cánh trắng này này, lai với cây trầm sáu mắt này. Để khả năng để ra cái mặt hoa này ạ. Cái mặt hoa giả hạc sáu mắt nhé. Giả hạc sáu mắt như này, hiện tại trên thị trường thì đang bán cái kia giả hạc sáu mắt này dao động khoảng từ 2 triệu rưỡi cho đến 3 triệu một kia. Chốt cô bán lan 1.000k. Khiếp anh ơi, mẹ em mất bao nhiêu công nuôi em mà bây giờ anh chốt 1.000k. Thôi không có chốt nù này đâu nhá, chốt cây nù thôi ạ. Chốt có 1.000k, chán thật. Đây, đây là quả đấy ạ. Đây là quả để mang đi gieo hạt nha mọi người. Đây là quả để mang đi gieo hạt này. Còn khi mà gieo vào môi trường, gieo vào môi trường hóa học trong phòng thí nghiệm thì đây ạ. Cái cây này là gieo trong phòng thí nghiệm mọi người nhá. Cái quả của nó, cái hạt, cái quả của nó thì rất to, nhưng mà gieo là gieo bằng cái hạt nhỏ nhỏ vàng vàng này, nó bé xíu xíu. Một quả phi điệp thì có khoảng 500 ngàn hạt. Em ơi, cho chị hai cốc nhiều mầm nhé. Dạ vâng chị, anh Vũ Thị Thùy nhá. Đây, em cho chị hai cốc nhiều mầm rồi nhá. Đây ạ, khi mọi người quả già mọi người bóc ra thì nó sẽ có cái, nó sẽ tách ra cái hạt như này nhá. Nếu mà mọi người có cái mặt hoa nào đẹp ấy mà muốn gieo hạt ấy, mọi người có thể liên hệ với em. Ok anh Phương Dương Thế, hai cốc nhiều mầm số 10 này là hôm trước mũi hồng không gửi mũi hồng cho anh, chán thật. Ô thế à, chắc là em bị hết đấy anh ạ. Bởi vì là mỗi cái dòng like ra bọn em cũng để lại sổ nhiều, chia sẻ cho mọi người, gọi là để chia sẻ chút xíu thôi, chứ còn cũng không có ở tràn lan hàng trăm hàng ngàn cây nhiều đâu. Anh Vũ Thị Thùy này, em bán lẻ là 150 một cốc nhá, hai cốc là 250 ạ. Chị anh Vũ Thị Thùy nhá, cho em xin số điện thoại địa chỉ. Di Linh Lai em chỉ có mặt hoa bói thôi anh Đỗ Liễu ơi. Di Linh Lai là bây giờ em sẽ bán cho anh là 150 ngàn một cây nhé. Cây này hoa Tết này luôn. Anh Dương Phương Thế, hai cốc nhiều mầm, ok anh. Cái gì chứ nhiều mầm, hai em đã nói từ nãy giờ là hai cái cặp lai này nó ăn gen với nhau cực kỳ mạnh. Cây nào cũng nhiều mầm. Đây anh nhá, một cây nhiều mầm này, hai cây nhiều mầm này, lá tròn luôn anh nhá. Lá tròn như lá mít luôn đây này. Anh nhìn thấy không ạ, lá tròn như lá mít luôn.
mà chả hiểu sao cái lá của nó rất là cong nhá, nó cong hơn những là những cái cây phi điệp bình thường ấy. Anh Phương Dương Thế số 11 này, để em xem nó có. Đây, em đổi cho anh cái cốc này nhiều mầm hơn này. Đây, lá quá đẹp luôn anh này. Ok chưa? Em sẽ bán hết tất cả những cốc đẹp cho mọi người. Cốc xấu nếu mọi người muốn mua thanh lý em bán thanh lý, nếu không thì em để lại em chăm tiếp. Anh Phương Dương Thế. Ai mà thích mua Di Linh Xuân Mai với Đại Y Thảo em cũng còn nhá. Anh Phương Dương Thế hai cốc này. Một cốc là em sẽ phải lấy giá 150 đấy nhá. Rồi ok chị. Ba mẹ mà cho phép cho em luôn. Anh Bùi Văn Huy cho em số điện thoại địa chỉ nhá. Anh Tuấn Phan ơi, chú nhận cây rồi, cây ổn không chú? Anh Phương Dương Thế với cả anh, với cả chị Thùy với anh gì nhỉ? Anh Bùi Văn Huy cho em một cốc nhá. Cây giả hạc lai 6 mắt. Anh Hà Thu ơi, cặp lai độc quyền luôn nhá. Em hãy lùi cái quạt này cho chị. Đây, còn đây là cây Di Linh Xuân. Đây là cây Di Linh Xuân nhá. Đây là cây mà có nụ Tết này ạ. Đây là cây hoa Tết nhá. 10 cây ạ. 10 cây là 1,5 triệu anh Đỗ Liễu nhá. Hết bệnh rồi à, thân đồ. Đỡ rồi anh ạ. Ok anh. Anh cho em xin địa chỉ nữa nhá. Mọi người chốt hàng nhớ để lại số điện thoại địa chỉ cho em. Đây. 10 cây 1,5 triệu. Anh ơi, cây này lúc trước là em bán là 230 với 250 một cây ấy. Anh mà lấy 10 cây. Rồi ok anh Bùi Văn Huy. Dạ được anh Tuấn Phan nhé. Dạ được anh ơi, anh Bùi Văn Huy này. Anh Huy một cây. Anh Huy lấy cây nhiều mầm hay ít mầm? Nhiều mầm nhé, nhiều mầm đi anh. Đây, nhiều mầm lá tím này anh à. Cây nhiều mầm lá tím nhá. Cây nhiều mầm lá tím. Anh Huy cho em xin địa chỉ nhá. 10 cây. Đây anh, cây nó nụ như này luôn. Nhìn thấy các mắt hoa hết rồi nhá. Em ơi bao ship nhé. Ok anh, em bao ship luôn. Chốt hàng nhiều em bao ship xuống lá. Đang cây đang xuống lá anh nhá. Anh nhìn thấy các cái mắt hoa chưa? Em ơi lấy cho chị cái sạc anh đây. Các cái mắt hoa. Rồi ok anh. Đây ạ, mắt hoa nước hạt gạo đây ạ. Anh hai cây đi. Ok anh Tuấn Phan này. Anh Tuấn Phan hai cây. Ai mà thích thì ai mà thích cây có mắt thì chốt nha. Em chốt cho anh 10, em chọn cho anh 10 cây em giơ lên anh ok, em chốt cho anh nhá. Mấy cây rồi? 2 4 mới được có 5 cây. Đây, cây này dài miên man đang xuống lá anh này, hoa đây này. Hoa mắt nụ đây này. Anh Phan Huy Công cho anh 2 cây Di Linh Xuân Lai. Ok anh Phan Huy Công nhá. Đây. Cây này đang xuống lá rồi. Đây ạ, nụ mọi người nhìn thấy nụ cho em nhá. Vâng, chào anh Định Lê. Mấy cây rồi? 2 cây, 3 4 5 6 7 8. Đây cây hai mầm cho anh luôn. 8 9 10. 10 cây anh nhá, 10 cây trong đó có một cây hai mầm. Cây to là cây Di Linh Xuân hoa Tết này nhá. 10 cây của anh này. 2 cây này. 3 cây này. 4 cây này. 5 cây. Vâng. Để em gộp đơn cho anh lấy cho cây. À, Hùng Mít ơi, em lấy mấy cây? Anh Hoàng ơi, hôm nay em có hàng độc quyền, anh phải mua lấy chục cây về mà sổ, em nói thật luôn. 13. Mà cái đấy là Đỗ Liễu, em ghi vào cho chị là số 4 cho anh Đỗ Liễu. À, anh ấy chốt thêm. Anh ấy chốt thêm. Em bán hàng thì rẻ nhất hệ mặt trời luôn rồi, mọi người không cần phải lo luôn. Anh Ken, anh Ken ơi, em có cái đơn hàng gửi cho anh biết là ai đâu. Anh gọi điện lại hay. Vâng, hàng gieo hạt nhá. Nhưng mà anh ấy like làm gián đoạn. Đây, hai cây này, hai cây nú đang xuống lá này, em chốt cho anh Phan Huy Công nhá. Em chốt thêm cho anh Phan Huy Công này. Anh Phan Huy Công ok cho em ạ. Chị anh Vũ Thị Thùy ơi, em bán có 150 một cây thôi, chuẩn bị hoa Tết rồi.
nhiều, còn ít thôi ạ. Đây, chị Anh Vũ Thị Thùy ơi, đây nội đi ngô này. Anh nội đi ngô là số à nhầm chết. Anh Phan Huy Công số 9. Anh ơi, có trâu, em không có trâu. Đây, chị Anh Vũ Thị Thùy ơi, cây này dài miên man này này. Ưu tiên cho chị chân dài nhá. Chị em phụ nữ mình ai cũng mong chân dài, ưu tiên cho chị chân dài. Có mặt hoa bói thôi ạ. Có mặt hoa bói nhá. Chị chốt cho anh hai mầm đẹp cộng một di linh lai tổng 400. Dạ vâng, anh Hữu Hưng Phạm Khắc nha. Anh Hưng Phạm Khắc. Di linh lai em còn ít thôi ạ. Mọi người cứ hỏi em là tại sao Di Linh Xuân Lai với Đại Ý Thảo mà lại không gọi là cây trâu như. Thì không phải là cứ Di Linh Xuân Lai với Đại Ý Thảo thì nó là vậy. Gộp đơn chị hai cây nhé. Dạ vâng chị Vũ Thị Thùy nhá, là hai cây của chị là 300k này. Không phải là cứ Di Linh Xuân Lai với Đại Ý Thảo thì nó là cây trâu như đâu nhá. Nó có là cây trâu như hay không thì nó còn phải phụ thuộc vào cái tỷ lệ hạt phấn giữa hai cây. Do cái giáo sư, cái ông giáo sư tên là Lý mà có người con gái tên là Châu Như ấy, ông ấy lai ra chứ không phải là cứ Châu Như lai với Đại Ý Thảo. À, Di Linh Xuân lai với Đại Ý Thảo thì ra Châu Như, nên là em không có gọi là Châu Như là do vì thế. Còn mỗi một cây chân dài ưu tiên cho chị Thủy thôi anh ơi. Anh Hồng Thất Công ơi, em có nhiều nhất là cái cây cây 6 mắt nhá anh nhá. Ôi giời, đây rồi. Chị Thủy số 10. Chị Thùy cho em địa chỉ nhá, anh Hưng Phạm Khắc ơi đây. Ưu tiên cho mọi người chốt toàn cây đẹp luôn. Đây anh ơi, chậu này lá tròn to, lá tím quá đẹp luôn anh nhá. Với một chậu này nữa, đây, hai chậu đẹp này với cả hai cây Di Linh Lai. À đây còn một chân dài nhá, còn một chân dài anh ơi. Đây này, đơn này là của anh Hưng Phạm Khắc này. Anh Hưng Phạm Khắc ok cho em nhé. Em nhặt được cho anh một cái cốc này quá đẹp luôn. Lá tím này, lá tím, hai cây Di Linh này. Chị ra gì vậy trên nhà? Ta xin Hà Nội nha. Rồi ok chị, bán sởi lời để cho hy vọng là tất cả những cây em like ra đều ra mặt hoa đẹp luôn. Chọn cho anh hai cây đẹp. Anh Đức Thọ Nguyễn ơi, cái này là cho anh Hưng Khắc Phạm số 14. Anh Hưng Khắc Phạm ở Hưng Yên. Like em ơi, cho anh một chân dài. Anh Dương Minh Quang đây, có một em chân dài đây, còn duy nhất là em thôi. À nhưng mà em này bị gãy rồi. À đây. Còn một em chân dài nha, anh Dương Minh Quang. Anh Dương Minh Quang mà ok em chân dài này không? Có một em chân dài đẹp lắm nhưng mà khổ nỗi em mới đi đứng kiểu gì gãy chân. Anh Đức Thọ Nguyễn ơi, anh thích cốc đẹp mà nhiều mầm hay là cốc to mà một mầm? Đây, cho mọi người xem nhá. Cái gì nó cũng... Đây, ví dụ như là cái cây này này. Ví dụ như là cái... Số 14 là của anh. Số 14 là của anh. Anh... Hưng Phạm Khắc. À, một cây Di Linh. Anh Hưng Phạm Khắc. Em ơi lấy lại chị một cây Di Linh, anh chốt một cây Di Linh thôi, Hưng Phạm Khắc. Hai chậu. Một cốc. Cây này anh có rồi nhỉ? À vâng, cây Di Linh Lai này thì anh có rồi nhá, nhưng mà cái cây 6 mắt thì hôm nay nhà em mới xuất. Anh Dương Minh Quang số 8, em ghi cho chị anh Dương Minh Quang số 8 này. Vâng, 400.000 tổng anh nhá. Mọi người chờ em tí, anh Dương Minh Quang cộng 1 Di Linh này. Em không đang có không biết là anh Thanh Phạm. Ok, anh Thanh Phạm cho em số điện thoại địa chỉ em chọn hàng nhá. Anh Đức Thọ Nguyễn ơi, em không biết là anh thích cái cây mà nó nhiều mầm hay là cây một mầm mà cây lớn hả anh? Đây, nó có hai loại nhá. Nó có hai loại. Anh ơi, tiêu hết 400 nhưng mà niềm vui nó nhân lên mãi anh nhá. Sau này á, ra mặt hoa đẹp thì á, lúc ấy nhắn tin cảm ơn em thật luôn. Vâng, tí nữa em gửi cho anh nhá. Cây lai 6 mắt ạ. Anh gì nhở? Anh Thọ ơi. Anh Thọ thích cái hàng loại nào?
Mọi người ơi, nhà em cứ bảo là em nói to, mọi người nhà em cứ bảo em nói to, nhưng mà khổ nỗi ấy, em mà vào cầu kiểu là đi giảng văn ở lớp mà vào cầu mà học sinh nó không hiểu bài, đúng là em không thể nào mà nói bé được. Cho nên là em cứ nói to. Đơn của anh Hương Phạm Phạm đơn 13 nhé. Sơn anh Tuấn Phan là đơn số 14. Tuấn Phan thì chưa chọn cây cho anh, chưa chọn cây cho anh, chọn cây. Em cứ ghi cho chị bảo số nào em ghi số đấy. 14 chưa? Đây là 13. Hả? Em chị bảo số này em ghi số đấy. Nhặt cho anh một đơn giống với cả đơn của anh ấy à? Chọn cho anh cây nhiều mầm, ok anh, cây nhiều mầm, có nhiều mầm. Đây anh này, cây nhiều mầm. Mẹ lấy cho con cây nào nhiều mầm nhất có thể. Đây anh nhá, cây nhiều mầm. Chị anh Vũ Thị Thùy ơi, chị mua cây của em không phải hối hận đâu, nhất định là sẽ mang lộc về nhà luôn nhá. Đây anh này, em không chưa kịp nhìn comment là chị ở đâu Hà Nội nữa cơ. Lá tròn lá tím nhá, lá tròn như cái này là người ta gọi là mít đồng xu luôn rồi đấy. Chọn cho anh cây nhiều mầm đây anh nhá, cây nhiều mầm là thân lá tím này. Mọi người nhìn cái cốc này thì đừng có tưởng là nó giống cái cốc gặp like hôm trước em bán đấy, cái cốc nó giống thôi nhưng mà cái cây nó khác đấy ạ. Đây đơn của anh nhá. Không, thường thì giáo viên môn văn thì lại không có ưa mà hoa mỹ đâu anh ạ, chân thành thôi. Lấy hai đơn em cho anh cây chân dài bị gặp em nhé. Anh Đỗ Liễu, ok anh, tặng luôn. Tặng luôn. Anh ơi, cây này nó vẫn ra hoa bình thường anh nhá. Chúc anh chọn được cây đẹp luôn. Đây anh này, nó chỉ bị gãy một tí ở cái ngọn này thôi, còn các cái mắt bên dưới nó vẫn ra hoa bình thường. Tặng luôn anh Đỗ Liễu. Em không có tiếc cái gì luôn ấy. Nếu mà cảm thấy có thể ok được em ok hết luôn. Chọn cho anh một cây 6 mắt nhiều cây anh Định Lê. Anh Thanh Phạm. Rồi ok anh Thanh Phạm nhá. Đơn của anh Thanh Phạm này. Em ghim cho anh Tuấn Phan hai cây nhiều mầm này chị với. Anh Tuấn Phan ơi, em chọn cho anh đây nhá. Số 13. Anh Thanh Phạm của anh này. Cái cây này không phải là nó bị gãy hay là gì đâu anh nhá. Nó đang héo, đang xuống lá đây anh ạ. Mắt hoa mọi người đều có nhìn thấy hết rồi đây này. Nó hoa đẹp như em. Đẹp hơn em. Em chỉ là người trần mắt hột thôi. Em Di Linh Lai hôm trước em bán rồi, hôm nay em bán cây mới là cây 6 mắt nhá. Em chỉ là người trần mắt hột thôi. Còn hoa, Phạm đã là hoa là phải đẹp hơn em rồi. Số 15 cho anh Thanh Phạm. Em ghi cho chị số 15 anh Thanh Phạm này. Thanh Phạm 2 cốc cộng 1 Duy Linh. Ai mà em Tuấn Phan ơi, anh Định Lê cho anh một cây 6 mắt nhiều cây. Anh Định Lê ơi, sao anh không lấy đấy 2 cây? Một cây thì 150 mà hai cây thì chỉ có 250 thôi. Đây, em chọn cho anh cốc này. Anh Long Nguyễn Long cho anh hai cốc nhiều mầm mới. Ok anh Long Nguyễn Long. Mẹ ơi, mẹ lấy cho con những cái cốc nhiều mầm. Đây cốc này á, hai mầm mà thân nó còn đẹp như nhau. Ok. Anh chốt cho anh Định Lê này. Anh Định Lê cho em địa chỉ nhá. Mọi người nhớ để lại địa chỉ em mới chốt được. Em còn cây mũi hồng nhưng mà đang không muốn bán nữa. Cho anh cốc 6 mắt một thân thẳng dài. Anh không lấy đấy 2 cốc mà chơi. 2 cốc có 250 thôi. Đây, một cốc thì đây anh nhá, một thân thẳng dài này. Cho em xin lại cái số điện thoại anh Dũng Phạm nhé. Hôm nay em có cây 6 mắt còn đẹp hơn ấy ạ. Cây 6 mắt bây giờ đang hot lắm mà chưa có ai like cặp like này luôn. Em hứa với mọi người là sẽ làm những cái cặp like mà nó độc nhất vô nhị luôn, không ai có luôn. Ok anh Định Lê nhá. Em chốt cho anh Định Lê cái cốc mà thân đụt vịt này cho chị này. 4 mầm luôn anh nhá, 4 mầm thân đụt vịt luôn này. Anh xin địa chỉ cho em. Anh lên địa chỉ cho em nhé. Chị Nhung Trần Tuyết ơi, cây 6 mắt cho hai cốc luôn. Rồi ok anh, đây cho anh cốc hai mầm bằng nhau rồi luôn nhá. Hai mầm dài bằng nhau luôn. Ok chị Liên này, em ơi chốt cho anh Định Lê này. À, nó là cái cây mắt tràn lai với cây trầm 6 mắt chị ạ. Thì nó sẽ ra khả năng rất rất cao là ra cây phi điệp 6 mắt.
cây mũi hồng anh Đỗ Liễu ơi, em không hôm nay không có mang cây mũi hồng về mà cây mũi hồng bán đủ rồi anh ạ, còn lại để số cho câu hai mầm nhé. Vâng, chị Bích Liên nhé. Em ơi, luôn luôn mẹ đưa cho Định Lê số 16, còn ai nữa nào? Còn ai? Anh Dũng Phạm một cây dài. Anh Dũng, chị Liên chờ em tí em chọn cây nhá. Hai cây đấy là của anh Định Lê này. Hai cây này của anh Định Lê. Đúng rồi, anh ấy chốt hai cây luôn. Okay. Anh Dũng Phạm một thân thẳng dài. Mọi người chốt thì hai cốc, bởi vì là hai cốc là em đã để giá xỉ luôn rồi đấy. Một cây sáu mắt. Ok, anh Long Nguyễn Long cho em xin số điện thoại địa chỉ nhá. Một cây sáu mắt nhiều mầm đúng không? Anh Long Nguyễn Long, anh cứ lên đầy đủ số điện thoại địa chỉ như chị Ngô Thị Bích Liên này là em sẽ nhặt hàng cho anh luôn. Đây, để em chọn cây nhiều mầm cho chị nhá. Cây hai mầm luôn. Đây rồi, cầu được ước thấy luôn. Đây chị Liên ơi, cầu được ước thấy luôn nhá. Cây hai mầm này, hai cây và hai cốc à? Rồi ok chị, hai cây và hai cốc. Cây này thì không phải là cây xấu đâu nha mọi người. Cây nó te tua bởi vì là nó đang có xuống lá, đang có chuẩn bị nằm ổ rồi. Rồi em cảm ơn anh Định nhá. Hai cây hai mầm này, hai mầm dài như nhau luôn. Em đã bảo là like hai cái cây này vào ấy. Mọi người cứ trêu nhau, mọi người ở chỗ làm ấy cứ trêu nhau là chắc là nó hai sáu cái mắt nó điền vào chỗ trống của nhau. Cho nên là nó ăn gen mạnh và lên cây rất là tươi tốt luôn. Bình thường thì chỉ lên được một mầm thôi mà cây này lên nhiều mầm, mà giả sử có lên hai mầm cũng đẹp như này. Chốt cho chị Liên này, chị Ngô Thị Bích Liên. 18. Số 18. Em cảm ơn chị Liên nhá. Em ghi cả tên chị vào đấy cho nó dễ nhầm, đỡ bị nhầm. Chị Bích Liên. Cây di linh bao nhiêu? Cây di linh 150 ạ. Cô giáo chọn cho anh hai cốc thân thẳng dài. Ok anh, để em chọn cho anh hai cốc thân thẳng dài. Đây anh nhá, một cốc này. Anh Thúy. Ôi, hai cốc bao ship á? Năm cốc em bao ship nhá, hai cốc em không bao ship đâu. Anh ơi, cây này á mình em có thôi. Nên là cái công làm ra cái cây ấy, khi mà người ta không có làm dạng công nghiệp hàng trăm ngàn cây ấy thì cái chi phí làm ra nó khá là cao. Đây, anh Nghiêm Đình Thúy, hai cốc thân thẳng dài anh nhá. Vẫn ưu tiên cho anh chọn cho anh một cái cốc có mầm ở dưới nữa. Nhớ sau này em có hạ cánh xuống sân bay Cát Bi, đi đâu hạ cánh sân bay Cát Bi. Nhớ mời em cốc trà đá nha anh Thúy nha. 2 cây di linh cộng 2 cốc này. Anh Nhân Bình Thúy 2 cốc này. Anh Dũng Phạm 1 cốc. Rồi ok anh Long Nguyễn Long. Anh Long Nguyễn Long là cốc này. Đây là chốt cho anh Nghiêm Đình Thúy số 19 này. Anh Long Nguyễn Long 1 cốc dài. Đây. Anh Long Nguyễn Long ơi, một cốc dài để em tìm cho anh cái cốc đẹp tí. Đây. Cốc này á, thân dài lá tím lịm luôn anh nhá. Điều lắm em. Em điêu gì anh đâu. Điệu lắm em à. À điệu, thôi mình cứ hiểu là điệu đi. Điêu nghe nó xa xôi lắm. Tìm cho chị mầm mập à? Ok, để em tìm mầm mập cho. Mọi người cứ yên tâm, có yêu cầu gì cứ báo. Có yêu cầu gì cứ báo nhá. Phục vụ tận tình chuyên nghiệp luôn. Không, chị đâu phải là cái cốc này. Em lấy lại đi, cốc của chị Ngô Thị Bích Liên là cốc hai mầm cơ. Em lấy ở đâu em bỏ lại đi. Ngô Thị Bích Liên. Đây. Đây chị nhá, hai mầm thân mập này. Cây 5 mắt à, cây 6 mắt à anh ạ. Cho anh một cốc hai thân cây. Anh Ho Nguyễn ơi, sao anh không lấy đấy hai cốc đi? Hai cốc chỉ có 250 thôi. Đây em đổi đến cây thân mập nhá. Đây, lấy lại cái cây thân gầy này. Lấy lại cái cây thân gầy đổi cho chị cây thân mập nhá. Mọi người cứ yên tâm, mọi người có yêu cầu gì cứ báo em vì cây rất là nhiều luôn. Cây thân mập. Đây chị nhìn này, cái mầm của nó này, cái lá của nó lá tròn luôn chị nhá. Ok này. Cho anh hai cốc di linh dài vàng lá ít lá. Ok anh Đỗ Minh Đức nhá.
cầm lấy mắt em rửa ra anh cũng được. Dạ vâng anh Đỗ Liễu nhá. Vâng anh Đỗ Liễu. Cho một di linh dài. Ok anh Trần Minh Hoàng Đặng, một di linh dài này. Anh Trần Minh Hoàng Đặng ơi, một di linh dài của anh nhá. Di linh thì em sắp hết rồi ạ, còn có mấy cây thôi. Đây. Anh đây này, nụ ở dưới gốc thì là có nụ luôn đây này, chỗ này xuống lá là có luôn này. 20 là Trần Minh Hoàng Đặng. Cây di linh về mọi người nó sắp xuống lá, mọi người tưới ít giùm em nhá. Mà đừng có tưới kích rễ nữa, nhưng để tí nữa em sẽ ghi hướng dẫn cho mọi người và post lên Facebook luôn. Cho anh hai cốc di linh dài vàng lá, ít lá. Đây. Đây vàng lá te tua lá luôn rồi đây. Khổ ghê vậy đó. Đấy, ai mà biết chơi là sẽ nhìn cây là biết này. Anh Đỗ Minh Đức cho em số điện thoại địa chỉ nhá. 150 ạ. Anh Thanh Phạm một di linh nữa dài dài. Ok anh, đây, cái này là kỳ luôn đấy anh nhá. Cái này là kỳ luôn. Anh Thanh Phạm một cây nữa này. Anh Thanh Phạm, em ghi vào anh Thanh Phạm số 15. Di linh dài 150 em còn có mấy cây thôi ạ. Một cốc 6 mắt dài. Đây cái này em chọn cho anh Đỗ Minh Đức này. Chị Nguyệt Thủy cho chị 2 cốc thân mập và 1 cốc mũi hồng nhà em. Ok chị Thủy nhá. 1 cốc 6 mắt 2 thân dài, 1 di linh 250k. Anh Khanh ơi, 1 cốc 6 mắt với 1 di linh dài là 275 chứ nhở. Cốc của anh 1 thân mà không dài bằng cốc 2 thân. Thế nó cũng dài hơn đấy anh ạ, à. Không phải là không dài bằng đâu. Dài hơn luôn. Cho anh cái cốc dài nhất luôn. Đâu, cái cốc này dài nhất để cho anh luôn. Để xem nào. Tìm luôn. Đây có cốc, đấy đúng rồi đây. Đây anh Thúy ơi, em đổi cho anh cốc này dài miên man luôn nhá anh Thúy nhá. Ok anh Đỗ Minh Đức này. Em ghi cho chị số 21. Và đổi cho anh Thúy cái cây dài nhất này luôn đây anh nhá. Dài gần bằng cái bút luôn rồi này. Đây. Anh Đỗ Minh Đức số 21. Anh Ho ơi, vậy anh Ho lấy 2 cốc nhá. Đổi đơn nào anh chị? Đổi đơn của anh Nghiêm Đình Thúy số 19. Lấy lại cái cốc ngắn hơn ấy, so sánh hộ chị cả. Số 21 là anh Đỗ Minh Đức. Anh Đỗ Minh Đức ơi, cho em xin cả địa chỉ nhá. Hai di linh xong. Cho anh một cây di linh. Ok anh, một cây di linh. Đây anh nhá. Một cây di linh này anh Long Nguyễn Long này. Cây nó đang có hơi héo bởi vì nó xuống lá rồi, không chọn cho anh ạ. À. Có anh Ho ơi, em chọn luôn đây. Đây, cây này đang có nụ hết rồi đấy ạ. Tết này là mọi người được ngắm hoa bói nhá. Ôi trời ơi, Hải ơi, đội ơn em nhá, khen câu mắt lòng mắt dạ. Một thôi, ok anh. Một thôi để em chọn cho anh cây đẹp nhá. Cái đấy là cho thêm vào, cộng thêm vào đơn cho anh Long. Anh anh Long, chị chọn cây cho anh Long chứ nhỉ? Anh Long là một cây nhiều mầm đúng không? Anh ấy bảo là chốt thêm mà. Ok anh Trần Minh Đặng Hoàng, em nhận địa chỉ anh Long chờ. Cho anh một cây gì? Anh Long nãy chốt gì chưa nhỉ anh Long nhỉ? Sao em chưa thấy em ghi tên anh Long là sao ta? Anh Long ơi, cho em xin lại cái bill với. Anh chốt gì đây? Hôm nay có hàng hot cây 6 mắt nha anh Chí Thanh. Nhưng mà vẫn là hàng gieo hạt. Vẫn là hàng gieo hạt thôi. Một thôi, được rồi, một thôi để em chọn cây đẹp cho anh. Đẹp miên man con ngan luôn. Anh Ho ấy, hình như thích cây nhiều mầm sao? Cây là nhiều mầm đây. Đây nhá, em chọn cho anh cây 2 mầm. Vâng anh ơi, 2 thân dài luôn anh nhá. 2 thân dài luôn ạ.
Mắt hồng á em cũng bán 250, 250 hai à mũi hồng không phải mắt hồng đâu. 250 hai cây, 250 một cặp á. Anh Long ơi, anh Long ơi, anh Long hình như anh Long chốt kèm cái gì mà em quên chưa ghi đơn rồi. Anh Long cho em xin lại đơn nhá. Cái này anh Ho này. Số 22. Anh Hồ Nguyễn ơi, anh em cứ gọi thôi, em cứ gọi anh là anh Ho nhá. Ho cũng dễ thương mà. Anh Ho ơi, cho em xin lại số điện thoại của anh thôi. Anh không cần cho em địa chỉ đâu, cho em số điện thoại thôi. Em bỏ qua anh sợ không trả tiền à? Đâu, ôi dồi ôi, em có sợ gì đâu. Mọi người ở trên live này có biết em là ai đâu. Nhưng mà em vẫn bán nợ đầy luôn, thật. Bán nợ đầy luôn, anh chốt cái gì nào, anh Trần Nhật. Đổi cho anh cây di linh béo mập đi. Anh Nguyễn Tuấn hai di linh. Anh ơi, em không còn cây nào luôn ấy. Còn có hai, em ơi, nhặt cho chị. Em còn hai cây này thôi, anh Nguyễn Tuấn ok, anh Trần Minh Đặng Hoàng ơi, đây. Em còn cây 3 mầm với cây 1 mầm đấy thôi. Hết rồi. Rồi em cảm ơn anh Ho cho em hết cây dài rồi anh Tuấn Phan ơi. Đây hai cây này anh Nguyễn Tuấn ngô keo này. Cây này thì 3 mầm lận nhá. Cây này thì 3 mầm lận. Cây này thì 1 mầm, cây này thì sắp hoa rồi. Còn 3 cây này thì chưa đâu ạ. 3 cây này chắc năm sau. Còn cây này thì đây ạ, đang nứt hạt gạo rồi, đang nứt hoa bằng hạt gạo rồi nhá. Hoa xuân hoa tết này ạ. Anh Nguyễn Tuấn mà ok thì em sẽ chốt hai cây này cho anh nhé. Anh Long ơi, anh Long mà không lên lại bill em không biết là anh vừa chốt kèm cái gì cơ. Khổ tâm ghê vậy ạ. Ừ. Cho anh một duy linh một cốc sáu mắt. À dạ vâng anh Long. Sáu mắt nhiều thân đúng không anh? Để em chọn nhé. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn ngô ok đơn này không? Để em chọn cây sáu mắt nhiều thân. Đây anh ấy lên địa chỉ rồi đây. À lên lại view rồi đây. Đây anh này. Một thân dài và một mầm mập u lá tròn như lá mít nhá. Với lại một cái cây đấy. Anh cho em số điện thoại địa chỉ rồi đúng không anh Long? Đây đơn của anh nhá. Này số 22 anh Nguyễn Tuấn. À số 23 anh Nguyễn Tuấn nữa chị. Ôi dồi ngốc thế, ghi trước vậy tìm chiếc nhọc à? Đến đâu ghi đến đấy. 23 anh Nguyễn Tuấn này. Anh Long cây 3 mầm à? Được, để em chọn cây 3 mầm. 3 mầm là nó sẽ không có to bằng 2 mầm đâu anh nhá. Đây, anh ơi cây này 4 mầm luôn nhá. Anh ơi cây này 4 mầm luôn. Vượt quá chỉ tiêu luôn này. Vượt quá chỉ tiêu có được không anh ơi? Đây cây này còn 5, 6, 7 mầm cơ. Đây anh nhá, em lấy cho anh cây, đây cây này luôn đi, cây này. Đây cây này 5 mầm luôn anh nhá. Một mầm lớn này, một mẹ mấy con luôn. Cây này em mà em nhìn ưng mắt chắc anh thấy ưng mắt rồi anh Long Nguyễn Long nhá. Anh cho em số điện thoại địa chỉ rồi đúng không? Một cộng một di linh. Em hết cây di linh rồi nhá. Em hết cây di linh like rồi, bây giờ em chỉ còn cây 6 mắt thôi. Em chào anh Công. Số 24 anh Long này. Em chào anh Thể. Anh Thể ơi, anh phiêu du ở đâu mà bây giờ em mới thấy anh vào xem like, dạo này chẳng thấy anh vào xem like ủng hộ em gái gì cả. Ok anh. Đây ạ, tiếp tục em lên cây tiếp nhá. Đây mọi người nhìn này, cây lá cong rất là đẹp luôn, lá xếp như lá mít luôn. Đơn của chị có chưa? À vâng, đây em chọn đơn cho chị đây. Chết rồi. Chị Thủy. Chị Thủy là cây 2 mầm đúng không? Cây 2 mầm. Đây chị này, chị nhìn cái mầm nó lên này, yêu lắm luôn ấy. Nhìn cái mầm nó lên này, lá tím ngắt luôn. Về em không biết là qua ảnh này thì mọi người có nhìn thấy lá nó tím không, nhưng về mọi người sờ thì sẽ thấy là lá nó lá nhựa cứng ngắc luôn này. Đấy. Xếp lá nhựa xếp cứng ngắc cong đẹp như này nhá, và cái mầm của nó nhìn rất là yêu luôn. Em lấy cho chị trước hai cái cây này nhá, cây này cây lá mít đây này chị Thủy này. Cây lá tròn như lá mít.
anh lên trước em bỏ qua rồi. Anh Trần Nhật ấy, anh thông cảm giúp em, tại vì là em nhìn nó cũng không có kịp ấy. Thì em hết cây dài rồi. Anh Võ Minh ơi, anh lấy hai cốc nhiều mầm nhá. Vâng, chị Chu Thị Nguyệt Thủy nhá. Em sẽ lấy cây mũi hồng cho chị, nhưng mà lấy sau nhá, bởi vì là ở đây không có. Chị Thủy ơi, chị Thủy cho em xin lại số điện thoại chị Thủy nhá. Chị Thủy số 25. Nếu em có thể ghi được tên thì ghi luôn tên, mà không thì thôi. 1, 2, chị Chu Thị Nguyệt Thủy, 2 cốc cộng 1 mũi hồng. Em nốt vào đây là chị cần 1 mũi hồng để em sẽ tìm cây cho chị nhá. Vì ở đây hôm nay thì em lại không bán cái mặt hàng đấy. Anh sắc không sắc ơi, cây lai 6 mắt anh nhá, cây lai 6 mắt ạ. Cây lai độc quyền luôn. Cốc rất là nhiều mầm nhá, cốc nhiều mầm, lá tròn, lá tím ạ. Còn ai chốt nữa nào? 150.000 một cốc nhá, mà hai cốc thì chỉ, em cảm ơn chị Thủy ạ. 150.000 một cốc mà hai cốc thì chỉ có, đây là cái gì? Hai cốc thì chỉ có 250 thôi ạ. Đây, lại giới thiệu lại cho những người mới vào. Tại vì tại sao em cứ phải giới thiệu đi giới thiệu lại, vì là cái cặp lai này thật ra nó cũng hơi mới. À không phải là hơi mới mà nó quá mới. Dạ vâng anh Tuyến Đinh nhá. Gộp cho anh một cây mũi hồng, hôm trước em quên gửi cho anh à. Cây di linh ba mầm còn không em? Em bán rồi anh Võ Minh ơi. Em bán mất rồi. Anh Tuyến Đinh. Anh Tuyến Đinh cộng một mũi hồng này. Cây di linh ba mầm em hết rồi anh nhá. Bây giờ em chỉ còn cây 6 mắt thôi. Mọi người cứ... Đây có những cây một mầm nó dài như này này. Còn cây nhiều mầm thì đây ạ. Cây nhiều mầm thì nó ngắn hơn một tí nhá. Em bán giá tiền bằng nhau. Cho anh thêm một cây 6 mắt một thân mập. Ủa em vừa cầm lên tay xong. Thêm cho anh một cốc hai mầm đẹp. Ok anh Long nhá. Anh Phan Huy Công ơi. Đây một cốc đẹp này. Lá quá đẹp luôn anh này. Lá như lá nhựa luôn. Đây em sẽ giới thiệu lại. Em chốt cho anh Công với anh Long cho anh thêm một cốc hai mầm đẹp. Công em ơi, có thấy cốc nào hai mầm mà nó xuất sắc không? Đây anh Long nhá, cốc hai mầm này, cốc một mầm cho anh Công này. Anh công là mình ghi ánh số mấy nhỉ? Anh Phan Huy Công. Sao mình lại chưa thấy anh Phan Huy Công nhỉ? À đây, cộng với một cây, một cốc nữa. Đây, anh Phan Huy Công nhá. Anh Long Nguyễn Long một cốc hai mầm đẹp nữa này. Đây hai mầm cái cốc này của anh cũng dài chứ không có ngắn đâu ạ. Đây, mọi người nhìn lá này. Lá tròn luôn, lá tròn này nó mà lớn lên được gọi là lá mít được rồi luôn đấy. Hàng di linh dài ạ? Em lại bán hết mất rồi anh ạ, bởi vì là cái hàng đấy là hàng nụ Tết. Hết rồi anh ơi. Đây em sẽ giới thiệu lại cho mọi người nhé. Là cây cánh trắng mắt tràn này. Cây cánh trắng mắt tràn, mắt tràn nhưng mà phân thùy nhá. Mắt tràn nhưng mà phân thùy. Lai với cái cây 6 mắt này. Lai với cái cây 6 mắt này với cái hy vọng là sẽ ra được cái mặt bông. Sẽ ra được cái mặt bông phi điệp 6 mắt. Tại vì là tại sao lại làm cái cặp lai này? Cái cặp lai này bây giờ chưa có ai làm nhá. Chưa có ai làm cái cặp lai này. Và cái cặp lai này thì cái, nếu mà sổ ra được cái bông 6 mắt thì trên thị trường hiện tại là đang có bán cái cây 6 mắt này với giá là khoảng 2 triệu rưỡi một ki. 2 triệu rưỡi đến 3 triệu một ki tùy ki to bé. Thì em lai ra được khoảng 2.000 cây. Thì thứ nhất là không có đủ diện tích để trồng. Thứ hai là em cũng cần phải làm những cái cặp lai khác, cho nên là em sẽ chia sẻ bớt cho mọi người nhé. Mọi người vừa có một cái vé Việt Lốt cho 2019 mà em lại vừa có money để làm những cặp lai tiếp theo. Đây ạ, cây lai 6 mắt anh ơi. Cây lai 6 mắt anh nhé. Đây, quá trình thì nó chính là cái cây cánh trắng mắt tràn này. Cây cánh trắng mắt tràn là cây mẹ nhé. Lai với hạt phấn của cây 6 mắt này thì sẽ ra được cái quả như thế này. Sẽ ra được cái quả như này thì cái quả này không phải là tự mình có thể ươm được mà phải nhờ đến phòng thí nghiệm. Khi mà cái quả chín
nó sẽ nứt ra như này. Nếu như mọi người có quả phi điệp ấy, mọi người nếu mặt hoa đẹp mọi người hoàn toàn có thể mọi người có thể thể ươm được. Đấy, nó nứt ra như thế này thì không phải dùng cả cái quả to này để ươm mà dùng cái hạt phấn này. Dùng cái hạt phấn này thì đây, hạt phấn ở trong phòng thí nghiệm thì nó sẽ phải ở trong cái môi trường, nó sẽ phải ở trong cái môi trường dung dịch hóa học như thế này để nó lên được cái cây con. Lấy cho anh hai cốc nhiều mầm đi em. Ok anh nhá. Đây. Cái này là em chị chốt cho ai nhỉ? Cái này là chốt thêm cho anh Long hay sao ấy? Vừa ấy chị đưa cho em cây chốt thêm cho anh Long chưa? Số 9. Số 24. Không, mới chốt thêm cho anh Công thôi. Rồi đây. Vậy số 24 cho anh Long này. Anh Võ Minh hai cốc. Anh đi mình Thúy. Anh lấy 5 cây đi em bao ship anh Thúy nhá. Anh lấy thêm một cây này lấy 5 cây em bao ship đi, tại vì là em hình như tính em cũng chưa biết là lời lãi bao nhiêu đâu, nhưng mà nếu mà tính ra chi phí rồi, tại vì là nếu như nhà vườn bên Thái người ta ươm hàng vạn cây thì giá thành nó rẻ, nhưng mà em ươm những cái mặt hoa mà nó khá là độc ấy thì ươm ít, cho nên là giá thành nó cũng cao cao, cho nên là hình như một cây này sơ sơ ra đâu lãi được đâu 10 hay là 15 ngàn một cây gì đó kiểu thế thôi, nên là anh phải mua 5 cây thì em mới bao ship được cơ. Anh Thành còn kêu không bao ship này. Anh Võ Minh hai cốc nhiều mầm đi em. Ok anh Võ Minh nhá, anh cho em xin số điện thoại với cả địa chỉ luôn nhá. Đây anh nhìn này, cái mầm lên ù. Anh Công cũng hai cốc nhiều mầm. Ok anh Công ạ. Anh Công để từ từ em chọn nhá, em chọn cho anh Võ Minh này. Đây, mọi người nhìn cái mầm, cái mầm nó lên, cái cốc này nó cao ấy, cái cốc này nó cao lên nên là nhìn cái cây nó nhỏ. Chứ thật ra là cây cũng dài hết rồi đấy, mọi người nhìn này. Cái mầm nó mới lên nó béo ú ù đẹp luôn. Mà lá này, lá tím luôn nhá. Em không biết là qua ảnh này mọi người nhìn rõ không, nhưng về nhà mọi người sẽ nhìn thấy cái mặt sau của lá này là lá tím. Dạ có một loại thôi, bây giờ em còn một loại thôi nhá, loại kia bán hết rồi, chọn cho anh hai cốc, loại hai mầm một cốc. Vâng anh Công, cái này em chọn cho anh Võ Minh này, bây giờ em chọn cho anh Công này. Anh Võ Minh bỏ riêng. Anh Võ Minh cho em số điện thoại địa chỉ nhá. Em lại chọn cho chị hai cốc nhiều mầm đẹp đi. Đây cốc này ba mầm luôn, quá đẹp luôn này. Anh Công ơi, em chọn cho anh Công cốc ba mầm luôn nhá. Một mầm mẹ dài này, một mầm mẹ dài với cả hai mầm con to. Mầm con này là lá tròn như lá mít luôn anh Công nhá. Đây, mầm con này là lá tròn như lá mít luôn này. Đấy. Và đây, cốc này một mẹ và hai con này. Đấy, lên lá tím ngắt này, lên lá tím ngắt. Cái dòng lai này cực kỳ nhiều biến dị luôn. Cho nên là mọi người cứ kiên trì đi ạ. Biết đâu rồi sau này, biết đâu sau này rồi lại gặt hái thành quả luôn ấy. Anh mua 4 cốc hai loại rồi. Ok. Hàng gì vậy em? Anh ơi, cây lai 6 mắt ạ. Anh Võ Minh cho em số điện thoại địa chỉ ạ. Này, chốt cho anh Lưu Quang Công số 26. Vâng, anh Thúy nhá. 26 anh Võ Minh ơi, cây của anh Võ Minh đâu nhỉ? Hả? Anh ấy chưa cho số điện thoại địa chỉ thì làm sao mà chốt? Em chào anh Hạnh Bùi. Anh Hạnh Bùi có chốt cây lai 6 mắt không? Cặp lai độc quyền luôn đấy ạ. À. Em ơi xuống lấy chị cốc nước. Giá bao nhiêu? Anh 67 Bình Vũ ơi, em bán lẻ là 150 một cốc nhá. Cốc rất là nhiều mầm luôn ạ. Cốc một thân mẹ và 3-4 mầm con luôn. 150 một cốc, hai cốc thì sẽ là 250.000 một cặp. Mọi người mua một cặp đi, em nói thật luôn, mua một cặp về trồng về sổ một cái vé Vietlott cho 2019 quá rẻ luôn. Cái này 2019 là hoa bói rồi nhá, chứ không phải chờ lâu đâu ạ. Tốc độ phát triển cực kỳ nhanh luôn. Đây anh này, lá đẹp luôn nhá. Đây, mọi người nhìn cái mầm con lên xinh yêu cực kỳ luôn. 250.000 một cặp. Một thân thì sẽ dài hơn. Nếu mà cốc một thân thì sẽ là to hơn ạ. Đây, cốc một thân thì nó sẽ dài hơn cốc hai thân. Mọi người thích chốt cốc một thân cũng được. Rồi, ok anh Võ Đức Minh này. Hai cốc nhiều thân của anh Võ Đức Minh đâu em? Ok anh Võ Đức Minh nhá. Hai cốc nhiều thân anh Võ Đức Minh em đưa lại chị rồi. Hình như là đây đúng không? Đây. Em chốt luôn hai cái cốc đẹp này cho anh Võ Đức Minh nhá. Một cây này một mầm với 3-4 mầm con này.
Đây, cây này thì hai mầm dài bằng nhau luôn này. Đấy, cây con lên nó cũng mập ú ù chứ không phải là nó bé đâu mọi người nhá. Cây phát triển cực kỳ nhanh luôn. Anh dạ vâng, anh Nguyễn Khanh. Anh Trần Hà Tiên ơi, anh hai cốc, anh thích cây thân lớn hay là thích nhiều thân thì anh báo em đấy ạ. Ok, anh Nguyễn Thanh nhá, anh Võ Minh 27. Rồi ok, anh Đính Phạm cho em, anh Đinh Phạm cho em xin cả địa chỉ nữa nhá. Anh Nguyễn Khanh hai gốc nhiều mầm. Đây anh này. Đấy, một mầm mẹ này, mầm con nó lên này. Nhìn yêu luôn, nói chung là yêu lắm luôn ấy. Đây, có một cây lá mít nhá, có một cây lá tròn như lá mít này. Có một cây lá tròn như lá mít, em chốt cho anh Nguyễn Khanh nhá. Anh Nguyễn Khanh ở bưu điện này mua của em nhiều lắm rồi này. Cảm ơn anh đã luôn ủng hộ nhá. Để em chọn xem có cái cây nào đẹp hơn, chốt cho anh. Em sẽ bán hết cây đẹp cho mọi người. Đây, cây này chắc xuất sắc nhất ở đây. Đây. Lá mít thân tím luôn này. Anh thấy đủ như em vậy. Ôi trời ơi. Anh ơi đây nhá. Anh Nguyễn Khanh này. Ưu tiên hay mua hàng của em. Cái này lá này tím ngắt luôn anh nhá. Em không biết là nhìn qua ảnh anh có thấy là nó tím không, nhưng mà về nhà anh sẽ thấy, vì có thể ở đây ánh sáng nó không được ok lắm. Đây, cây lá tròn luôn ạ. Với một cây này này. Nhiều mầm luôn. Anh Nguyễn Khanh nhá. Số 28, anh Nguyễn Khanh. Cây này lá tròn nhiều người thích lắm này. Lá tròn như đồng xu luôn. Anh Nguyễn Khanh số 28. Anh Đính Phạm 2 cốc 6 mắt. Ok, anh lên địa chỉ cho em đi. Đây. Đẹp chưa? Nhiều mầm luôn nhá. Cốc này thì là 4 mầm luôn ạ. Cốc này là 4 mầm luôn. Cốc này là 3 mầm nhá, 2 mầm to 1 mầm nhỏ nhá. Đây, chốt cốc này cho anh Đinh Phạm này. Anh Đinh Phạm lên địa chỉ cho em đi. Cháu chào chú Hưng, em chào anh Bình. Anh Bình ơi, em chưa gửi được cây xanh trạch cho anh đâu, vì chưa tách cái giò đấy anh ạ. Hôm sau tách giò xong em sẽ gửi cho anh nhá. Hôm sau tách giò em nhớ ghi nợ anh một cây xanh trạch rồi. Hôm sau anh sẽ gửi cho anh, chưa tách giò, bán nốt cái hàng hạt này đã. Hôm nay anh có sưu tầm hàng hạt không? Cây này là cây lai 6 mắt đấy anh nhá. Đâu rồi nhỉ? Rồi ok. Anh ơi đây ạ, cốc tùm nhiều thân. Anh ơi, nhiều thân thì là nó sẽ ngắn hơn là cái thân một thân đấy nhá. Bởi vì giống như kiểu là nhà đông con ấy, nên là không có chăm hết được. Nên là nó không được to cao đẹp dai lắm. Về anh chăm sóc thì nó sẽ đẹp hơn nhé, nó sẽ dài hơn. Đây. Đấy. Của anh hết bao tiền rồi? Anh Long à? 250 với lại 150. 400k thôi anh Long ơi. Ghi đúng địa chỉ. À vâng anh nhá, em sẽ ghi đúng địa chỉ. Đây của anh Đính Phạm số 29. Đây hàng độc quyền luôn đấy ạ, à. Không ai có đâu. Có anh ơi, có cả quá trình luôn đấy chứ. Anh Nguyễn Đào ơi, có cả quá trình luôn đấy chứ. Bởi vì là cây này là cây lai của Học viện Nông nghiệp nhá, không phải là cây linh tinh, với cả không phải là cây đài cây thái rồi mua cả ngàn vạn cây lai, cả ngàn vạn cây chả biết cây gì với cây gì, xong rồi bán 25-30 ngàn một cây là không phải đâu nhá. Đây anh ạ. Anh có nhìn thể nhìn thấy này. Cặp lai độc quyền lăn rừng lá nhỏ luôn nhá. Đây, cây cánh trắng mắt tràn này, lai với cây chầm 6 mắt này, lai với cây chầm 6 mắt. Cái mặt hoa hướng tới chính là cái mặt hoa phi điệp 6 mắt. Tại sao lại lai cái mặt hoa phi điệp 6 mắt này? Bởi vì là trên thị trường thì chưa, thứ nhất là chưa, đây là phép lai kinh tế. Em phải nói luôn là đây là phép lai kinh tế, bởi vì trên thị trường là đang có rất hot cái mặt hoa 6 mắt này và chưa có ai lai cả. Thì em lai, em rất ít khi bán hàng công nghiệp, nhưng mà nếu mà đã lai thì sẽ chỉ lai những mặt cây độc thôi ạ. Chỉ lại mà hoạt động. Anh ơi, cây giả hàng 6 mắt lai anh nhá. Cây giả hàng 6 mắt lai. Thì đây ạ. Bông hoa của cây mắt tràn này.
tức là bông hoa của cây phi điểm ấy, lai với hạt phấn của cây sáu mắt nhé. Lai với hạt phấn của cây sáu mắt thì sẽ cho ra cái quả như này, quả như này ạ. Khi mà quả nó chín, khi mà quả nó chín nó tách ra, nó tách ra thì mình sẽ dùng cái quả đấy, cái hạt phấn ở bên trong quả đấy, gieo trong phòng thí nghiệm, gieo trong phòng thí nghiệm để cho nó ra cái cây con như thế này. Đó, đấy là toàn bộ cái quá trình làm cây nhá, toàn bộ cái quá trình làm cây. Hôm nay em chỉ có mỗi hàng đấy thôi anh Đinh Phạm ơi. Đấy anh Ngọc Quý ơi, hàng đấy anh Nguyễn Đào 2 cốc 250k nhá. 250k, em có loại cốc một thân và cốc nhiều thân, anh thích loại nào? Anh thích loại nào? Anh thích loại nào cũng được luôn ấy. Giá tiền bằng nhau luôn ạ. Cốc này ú ù luôn này. Nếu mà cốc một thân thì nó sẽ to hơn. Cốc một thân thì nó sẽ to hơn như thế này. Ai thích cốc một thân thì nó sẽ to, mà cốc nhiều thân thì nó sẽ nhỏ hơn nhưng mà lại được nhiều cây. Rồi ok, anh thích cốc một thân hay nhiều thân hả anh Nguyễn Đào? Lên địa chỉ số điện thoại cho em. Lên địa chỉ số điện thoại cho em. Giá tiền thì rất là phải chăng luôn. Chỉ có 150 một rồi Quảng Nam. Em chốt cho anh hai cốc to này nhá. Hai cốc to này hay là anh thích hai cốc nhiều thân à? Đây. Cốc nhiều thân, hai cốc nhiều thân thì nó sẽ như này. Hai cốc nhiều thân thì nó sẽ ngắn hơn. Nó sẽ ngắn hơn nhưng mà nó lại được nhiều cây. Ngắn hơn thì được nhiều cây. To đi em. Ok anh Nguyễn Đào nhá. Anh Nguyễn Đào số 30 em này. Ok anh Nguyễn Đào ạ. Cho anh thêm một cốc hai thân lá tròn và tím đúng không chúng ta? Ok. Ok anh nhá, để em tìm thân lá tròn và tím ạ. Một cốc hai thân lá tròn và tím. Đây. Đây anh này. Lá tím anh nhá. Lá tròn và tím. Ok chưa anh? Đây hai thân lá tròn và tím này. Về anh sẽ thấy là lá này rất là tím luôn, tím cả lá luôn đấy ạ. Đây che đi. Anh có thấy anh tím lên không? Đấy. Ok chưa anh? Anh Nguyễn Long ok cốc máy không? Lá tròn này, lá tím. Chuẩn yêu cầu luôn. Chuẩn yêu cầu luôn nhá. Ok anh Nguyễn Đào nhé. Anh Nguyễn Đào ơi, em chốt cây cho anh rồi. Hay là đây, hay là anh lấy cây này. Lấy cây này thì lá to hơn này. Lấy cây này thì lá to hơn này, lá tròn này. Đây anh lấy cốc nào cũng được nhá. Em chào anh Huy Hải. Chào mọi người, nhờ mọi người chia sẻ bài giúp em nhá. Nhờ mọi người chia sẻ bài giúp em ạ. Anh Phan Xiếm ơi, lẻ là 150 một cốc nhá và 250.000 hai cốc ạ, 250.000 hai cốc. Anh mua một cặp đi. Anh mua một cặp thì em sẽ lấy giá bằng giá chỉ thôi là 250.000 một cặp nhé. Đây, cây có những cái cây thì rất là to dài như này nhưng chỉ có một thân thôi. Anh lấy cốc nào? Đây là cốc số 1 nhá. Đây là cốc số 2. Hai cốc đều đúng yêu cầu của anh này. Thì anh chọn cốc nào cũng được. Đây là số 1, đây là số 2. Anh Long comment số 1 hay số 2 để em chọn cho nhá. Đấy, anh Phan Xiếm ơi, chốt đi hai cốc anh ạ. 250.000 hai cốc. Cốc một thân thì to mà cốc nhiều thân thì cây nhỏ hơn, anh chốt loại nào cũng được. Bằng tiền nhau ạ. Bằng tiền nhau nha. Anh Minh Xuân Hoàng ơi, em hết rồi anh ơi. Bây giờ em chỉ còn cây lai 6 mắt thôi. Chào anh Sang Giang. Ok, cốc sau. Ok anh nhá. Anh ơi. À em ơi. Số 24 anh Long. Em chào anh Dần. Anh Dần chia sẻ bài cho em nhá. Đây, tiếp tục lên một đơn nhiều thân nữa này. Vâng, anh ơi, em chốt cho anh rồi anh Long nhá. Đây, hai cốc tùm nhiều thân này. Thân mập ú ù này, lá nhựa này. Lá như lá nhựa luôn.
Rồi rồi, em chốt cây cho anh rồi nhá. Đây mọi người nhá. Đấy, hai cốc nhiều thân này là chỉ có 250k thôi. Mặt hoa thì rất là đẹp. Mặt hoa không những là đẹp mà lại còn độc. Không ai có. Mình em có. Món gì vậy mọi người? Anh ơi, món cây lai. Món cây lai nhưng mà cây lai độc quyền. Đây anh nhá. Cây cây cánh trắng mắt tràn. Cái gì ấy? Cây sáu mắt cánh trắng à, cây cánh trắng mắt tràn này, mắt tràn nhưng mà họng phân thùy nhá. Sở dĩ lai với một cái cây họng phân thùy để bản thân nó đã có hai cái mắt rồi. Ngoài vườn còn không em? Anh ơi hết anh ạ. Hết rồi. Hôm trước em bán quá trời mà hôm nay anh mua hay là anh mua rồi? Hai cốc nhiều thân. Ok anh phan xiếm nhá. Lai với cái cây trầm sáu mắt này này để cho ra cái vé Việt Lốt 2019 là cây giả hạt sáu mắt nhé, cây giả hạc sáu mắt. Cái cây này bây giờ trên thị trường đang rất là hot, cực kỳ hot luôn mà chưa có ai làm hết, có mình em làm thôi à. Một hai cây nhiều thân. Ok anh, đây em lấy cho anh một cái cây này tùm 4-5 thân gì đó nhé, 4-5 thân này, quá trời thân luôn. Đây hai cây nhiều thân. Anh lên số điện thoại địa chỉ cho em anh Phan Xiếm ơi. Vừa cho mọi người xem cái quá trình đấy. Là cái cây hoa của cây cánh trắng mắt tràn này sẽ lai với hạt phấn của cây sáu mắt. Lai với hạt phấn của cây sáu mắt này. Và cho ra các cái quả như này. Cho ra các cái quả. Cho các cái quả cây giả hạc lai như thế này. Ra các cái quả cây giả hạc lai này thì khi mà nó, cái quả này nó tách. Khi mà cái quả này nó tách ra, nó tách ra như thế này nhá, thì mình mới đem cái hạt phấn này chứ không phải là đem gieo cả cái quả to đùng này đâu ạ. Chỉ gieo cái hạt phấn này thôi. Tất nhiên là gieo trong môi trường phòng thí nghiệm nhé, chứ không phải là ai cũng gieo được đâu ạ. Đây, gieo trong môi trường phòng thí nghiệm. Gieo trong môi trường phòng thí nghiệm để cho nó ra cây con và tiếp tục trồng cây con. Em bán 150 một cốc, 250.000 một cặp anh, một cặp anh Đặng Hồng Hưng nhé. 250.000 một cặp. Hai cái cặp cây để lai với nhau thì á, đúng là điền vào chỗ trống luôn. Em mời anh Tuấn mua đi. À đấy đúng rồi, anh Tuấn mua đi anh Tuấn. 150.000 một cốc. Cho mình coi lại hoa bạn ơi. Ok bạn Hồng Hạnh nhé. Hoa bố hoa mẹ thôi bạn nhé. Hoa bố hoa mẹ. Hoa bố hoa mẹ này. Cặp lai độc quyền nhé. Không không ai có đâu ạ. Bởi vì đây là cái cặp lai mới. Mà lai ở Việt Nam mình chứ không phải là anh lính phạm. Anh lính phạm hai cốc. Anh lính phạm anh có lá tròn bị héo một cốc. À, bạn Đặng Hồng Hưng ơi, bạn chụp ảnh cho mình đi. Thế chẳng qua là tay anh chắc là nó hơ trên lửa than. Tay anh nó hơ trên lửa than nên là nó chết mua 10 sống được 1-2 chứ anh khoảng lặng. Nhà em trồng hả cả ngàn cây, làm vườn cả ngàn cây mà lại chết còn 1-2 cây thì có mà vỡ nợ ở anh, bán nhà ở anh. Chắc là tay anh hơ trên lửa than rồi, bây giờ anh phải hơ vào nước đá đi. Anh lấy hai cốc lá tròn to cho đủ 500k, 500k. Ok anh Đính Phạm nhá, để em tìm cho anh. Mọi người mà trồng cây chết là nhớ hơ tay vào nước đá nhá. Em lấy cho chị hai cốc lá tròn to. Ok anh Phan Xiếm. Đây anh nhá. Hôm nào anh mới lấy với Hồng Lai. Em hết di linh rồi anh ạ. Em vừa bán hết xong. Vừa bán hết xong. Anh Phan Xiếm. Đây anh nhá, hai cốc nhiều mầm luôn. Em chọn cho chị cây lá tròn ấy. Cây hai mầm lá tròn ấy. Cái này có mỗi ở mầm. Đây, được một cốc này. Mới chọn được một cốc. Anh Đính Phạm ơi, chờ em chọn thêm cốc nữa nhá. Cốc này không đẹp lắm, cứ chọn hết cái cốc đẹp của chị. Anh Phan Xiếm số 31. Anh Phan Xiếm 2 cốc. Đây, anh Phan Xiếm. Đây rồi, tìm được cho anh rồi nhá. Anh Phan Xiếm. Vâng.
Ok Đặng Hồng Hưng nhá, tí nữa mình sẽ vào mình chỉ cho. Có nhiều khi chỉ cần số 31 chỉ cần có một chút kinh nghiệm thôi là cái cây nó sẽ phát triển tốt trở lại mà, có gì đâu. Đây anh Đính Phạm nhá, chọn được cây lá tròn cho anh đây rồi. Cây lá tròn chọn được cho anh đây rồi nhá. Một cây này, hai cây này. Đây anh nhìn này. Đây, đủ tròn chưa? Lá đủ tròn chưa? Lá gốc tròn xoe luôn. Anh Đính Phạm ok cho em đơn này nhé. Cái cây này chọn xuất sắc đấy. Đây, cái lá gốc này tròn xoe luôn, như đồng xu luôn. Anh Lâm Hoàng ơi, làn hot. Bây giờ anh mới vào đúng không? Làn hot, làn hot. Cặp like không ai có, mình em có. Dạ hàng 6 mắt like anh nhá. Cây cánh trắng mắt tràn. Mắt tràn nhưng mà lại phân thùy nhá. Không phải là ngẫu nhiên mà lại chọn cái cây phân thùy đâu. Để bản thân cái cây mẹ nó đã có hai mắt rồi, lai với cái tính trạng 6 mắt của cây trầm để cho nó ra cây giả hạc 6 mắt. Đây, nếu như mà mọi người mà mát tay, tay mà hơ nước đá mà được cái mặt hoa này thì quá đẹp luôn. Mà trên thị trường thì cái mặt bông này đang bán là 2 triệu rưỡi một ki nhá, 2 triệu rưỡi 3 triệu một ki to bé. Đây, quá trình làm cây thì sẽ như thế này ạ. Cây hoa của cây cánh trắng mắt tràn lai với hạt phấn, lai với hạt phấn của cây sáu mắt để cho ra những cái quả như thế này, cho ra những cái quả như thế này và đó, ra những cái quả như vậy, ra những cái quả như vậy. Rồi khi mà cái quả nó tách ra thì mình sẽ sử dụng những cái hạt này gieo trong môi trường phòng thí nghiệm nhé, gieo trong môi trường phòng thí nghiệm. Em đã có nốt lại tất cả cái quá trình làm cây ấy để cho mọi người, để cho mọi người xem. Ngày nào chả hơi đá. Ok này, anh Đinh Phạm 29 thêm 2 cốc nữa anh nhá. Em ơi số 29 cho anh Đinh Phạm. Thank you anh. Ngày nào chả hơi đá. Thế thì anh mua cây đi, hơi đá xong rồi mua cây của em nữa là chuẩn không cần chỉnh rồi. Anh Đặng Hồng Hưng ơi, em vừa thấy anh gửi một ảnh thôi nhá. Tí nữa em sẽ check inbox anh khi mà em nghỉ like nhá. Đây, còn có những cái cây to như thế này ạ. Em chào anh Trang. Anh Trang ơi, em có đang nợ cây gì anh không? Lá đồng xu ạ, giá bao nhiêu? Anh ơi, đồng xu hay là đồng tiền thì em cũng bán bằng giá thôi anh ạ. 150.000 một cốc, nếu mà anh mua một cốc, còn hai cốc là sẽ có giá là 250.000 cho hai cốc nhá. Anh thích lá tròn thì em tìm cho anh thôi, chứ còn em cũng không có phân biệt ra là đồng xu đồng tiền gì để bán hơn tiền đâu, bán bằng nhau hết, ai thích em chọn cho luôn. Đây anh này, lá tròn như lá nhựa và xếp luôn, quá đẹp. Đây anh nhá, em còn đang có hình như nhớ là đang có nợ anh Trang cây gì sao? Anh Tuyền Nhật, anh Hoàng có chốt một cặp không? Không chốt là hối hận luôn, cây quá là đẹp. Hả? Nợ cặp vườn thì em luôn. Hôm nay em cặp like hot đây này, anh có chốt không? Có hàng rừng không em? Hôm nay em không có hàng rừng. Có cây nào cao không? Có cây cao anh. Cao cao bên cửa sổ, hai chậu vừa xong luôn. Ok nhá, ok anh Lâm Hoàng đây. Anh ơi anh về anh sờ cái lá này, chắc anh tưởng nó là lá nhựa quá. Ok anh Minh Xuân Hoàng nhá, 32 anh Lâm Hoàng. Anh Lâm Hoàng ơi, kiều nở chưa? Chốt cho em số 32 anh Lâm Hoàng. Anh Khánh Gia ơi, mấy bữa nay thời tiết thất thường quá, em ngại tách hàng rừng, sợ về mọi người thuần không nổi. Mấy hôm nữa nhá, thời tiết ổn định hơn em sẽ tách hàng rừng bán. Hai chậu rồi dạ. Có cây cao cho anh một cặp đẹp và một cây vợ. Anh Minh Xuân Hoàng ơi, đẹp kiểu gì hả anh? Đẹp một thân hay là đẹp nhiều thân? Lâm Hoàng. Anh Lâm Hoàng ấy trước mua kiều của mình ấy, em nhớ mãi. Tại vì cái kiều đấy là kiều bị bom. Đây, hai cốc nhiều thân nhá anh Minh Xuân Hoàng. Còn mũi hồng thì em sẽ lấy sau cho anh nhá. Ok ông anh Minh Xuân Hoàng ơi. Đây, anh Minh Xuân Hoàng cho em xin lại mỗi số điện thoại thôi. Anh Lâm Hoàng thì như em có địa chỉ trong inbox rồi. Anh Minh Xuân Hoàng, hai cốc. Em cứ nốt vào đây là anh lấy một mũi hồng xong rồi là em báo sau nhá.
Em cộng đơn cho anh sau nhá, vì ở đây không có cây mũi hồng. Anh Hải Anh có cây nào cao không? Có. Cây vừa cao vừa dài. Vừa cao vừa to, vừa cao vừa dài. Vừa cao là còn 2 mầm. Đâu, vừa cao là còn 2 mầm đâu. Sao lại có cây xuất sắc vậy á? Số 33. Nhú ở nách nhưng không biết mầm hay nụ. Chắc là nụ. Anh đợi mỗi tách hàng rồi. Hả? Kiều không có mầm trên ngọn đúng không? Cây vừa cao vừa to. Đây. Anh Hải Anh phải chọn cây xuất sắc vào. Đấy, đấy. Cái đấy chưa xuất sắc mấy. Đâu? Đây anh Hải Anh ơi. Cây này lá tròn đẹp luôn ạ. Đang lên 2 mầm. Vừa cao lại vừa có mầm. Còn nữa không nhỉ? Anh xem ở chỗ kia có cây nào xuất sắc không? Lấy cho anh Hải Anh à. Chào anh Tùng Oliverty. Hàng thường thì đợi mấy hôm nữa anh nhá. Lúc nào mà thời tiết nó ổn định một tí em tách. Bây giờ thất thường cái này tách ra về mọi người thuần lại nấm rồi các kiểu xong rồi mọi người lại gọi điện Diệp muội ơi cây của huynh thế này rồi rồi em không biết giải quyết thế nào. Wow, anh Hải Anh ơi, cây mít luôn, lá mít luôn anh ạ. Kiều đột biến hay sao mà có mầm ở nách gần gốc? Nách gần gốc á? Nách gần gốc thì chuẩn là mầm. Nếu mà ở gần phải là sát gốc thì mới là thân đúng không? Còn nếu mà ở mắt lá thì vẫn là hoa chứ. Anh Hải Anh ơi, cây này lá tròn luôn, lá đồng xu luôn anh Hải Anh ơi. Đấy, còn cây này thì to cao lại còn có 2 con nữa. Đấy, đã đẹp trai lại còn được đèo bầu nhá, mua trâu được luôn cả nghé. Quá là đẹp luôn. Anh Hải Anh chốt chưa? Để mai em phái Hân nó mang cây cho anh nào. Em chào anh Hoan nha, anh Hoan ơi chia sẻ bài cho em gái đi. Đâu rồi anh Hải Anh rồi. Ai mà thích cây nhiều mầm em cũng có nhá, cây này 3, 4, 5, 6 mầm luôn. Cây này 3, 4, 5, 6 mầm, ôi đây. Miên man mầm luôn. Em chào anh Gia Hiền ạ. Em chào anh Gia Hiền. Cách gốc 20 cm. Mắt lá sát gốc lại gọi là hay là chụp cho em cái ảnh đi, miêu tả chẳng hiểu luôn ấy. Thế luôn, chẳng hiểu. Đây. Chốt một cốc nhiều thân. Vâng anh Vũ Gia Vũ nhá. Em sẽ chốt cho anh một cốc nhiều thân. Cây 6 mắt, cây giả hạc lai 6 mắt anh Tùng ơi. Anh ơi chọn cho em một cốc đẹp nhất thiên hạ cho anh Vũ Gia Vũ này. Khách hàng ngày nào cũng mua ủng hộ luôn. Vâng anh Vũ Gia Vũ nhá, anh Vũ Gia Vũ chờ em một tí. Đây cốc này đẹp này. Anh Vũ Gia Vũ ơi cốc này nhá. Cốc này đẹp này. 1, 2, 3 mầm đều to luôn. Đâu? Nhưng mà cốc này anh thích nhiều mầm cơ. Cốc này cho anh thích một mầm. Anh Vũ Gia Vũ. Dạ vâng anh Lam Hoàng nhá. Anh Vũ Gia Vũ một. Sao anh không mua 2 cây? Mua 2 cây là được bớt hai bực bớt tận 50k ấy, nghĩa là được bao ship luôn đấy. Đây, cây quá nhiều tùm mầm luôn. Số 34. Đây. Còn ai chốt hàng nữa nào? Cây lá mít này. Cây lá tròn lên lá mít này. Đó. Cây lá tròn lên lá mít, còn cây này thì cao to lại còn có cả 2 con nữa nhá. Cặp này là 250k. Lẻ thì là 150k một cây. Hai cốc của anh đâu? Hai cốc của anh dính tên vào rồi. Số 32 rồi. Đóng luôn à? Đóng hàng gieo hạt chăm thế nào cho mau lớn em? Anh ơi anh cứ chăm bình thường thôi, ẩm vừa phải, ướt vừa phải thôi. Nắng gió vừa phải và nhất là gốc phải thoáng. Gốc của cây gieo hạt phải thoáng. Mọi người đừng có, thứ nhất là đừng có cho quá nhiều phân cho cái cây con, giống như kiểu trẻ con ấy, nó không ăn được quá nhiều chất đâu. Nhẹ nhàng thôi ạ. Đâu? Thì tức là giảm 50.000 thì tức là bao ship đấy anh. Nói một cách khác của việc bao ship đấy.
một cách khác của việc bao ship này. Bao không đủ. Không có giấy à? Mai chủ nhật. Đây, thế mai mọi người ở nhà đóng nhá, vì mai em đi thi. Mai em không có nhà đâu. Chào anh Thắng Lai. Đây. Hai cây này là đây, cây lá mít tròn này 250k hai cây nhá. Còn ai thích gốc một thân dài thì cũng có một thân dài luôn ạ. Một thân thì dài miên man đây. Mọi người đi đâu hết? Nói tôi một hồi mệt quá. Anh xuống đây. Đây, nếu mà ai thích hai cây dài thì cũng sẽ có hai cây dài nhá. Anh Khánh Gia có sưu tầm hàng 6 mắt này không? Đó, chuyện có thể không? Ừ thì chọn rồi, ghi tên rồi. Hai cái cây hôm nay anh chọn đây. Hai cây hôm nay anh chọn đây, anh Lâm Hoàng. Hai cây hôm nay anh chọn đây. Em chúc cho anh rồi. Mọi người đâu rồi? Sao tự nhiên thấy không khí nó lại im lìm thế này? Thân 30 cm này. Anh ơi, thân này nó không 30 cm được đâu anh ạ. Cây này là cây giống mà. Không có cây nào 30 cm đâu. Cây này tầm Cây này tầm 10 cm là dài nhất anh Khánh Gia. Tại vì cái cặp lai này cũng mới lai mà, cho nên nó chưa được trồng lâu thời gian nên chưa lớn được thế đâu. Gì? Chào anh Trần Sơn nha. Em chào anh Trần Sơn. Chào anh Đoàn Tuấn. Chào anh Phạm Văn Mạnh. Lại giới thiệu lại cho mọi người mới vào nhá. Đây nhìn thấy nhiều anh chị mới vào. Không biết là mọi người đã biết là cái mặt hàng em đang bán nó đẹp như thế nào chưa? Thì em sẽ giới thiệu lại nhé. Ai mà hôm trước thì đã mua một cái cặp lai của em thì biết rồi đấy ạ. Là em đang bán một cái cặp giả hạc lai. Nhưng mà là giả hạc lai độc quyền luôn nhé. Không ai có, mình em có thôi. Bởi vì là em làm cái cặp lai này ở Học viện Nông nghiệp, chứ không phải là cây nhập từ Thái, từ Đài về. Cho nên trên thị trường không có ai có. Thường những cái cây con này mọi người nhập từ Đài, từ Thái về thì nhà vườn người ta bảo là cây gì lai với cây gì thì biết là cây đó thôi. Chào Trần Quỳnh Mai. Chào Phạm Văn Mạnh. Đây, còn cây của em là cây này ạ. Cây cánh trắng mắt tràn nhé. Lai với cây 6 mắt. Lai cây cánh trắng mắt tràn, lai với cây 6 mắt. Sở dĩ lai cái cây mắt, lai cái cây cánh trắng mắt tràn này này. Mắt tràn nhưng mà lại phân thùy nhé. Để lai với cái cây 6 mắt này. Đó. Làm sao để cho nó lấy được những cái tính trạng của cây 6 mắt để sẽ ra một cái cây giả hạc 6 mắt như thế này. Sẽ ra cái cây giả hạc 6 mắt như thế này ạ. Thì làm cái cặp lai này thật ra thì nó chính là một cái cặp lai kinh tế thôi. Một cái cây 6 mắt trên thị trường bây giờ người ta đang bán với giá khoảng 2 triệu rưỡi cho đến 3 triệu một ki, tùy ki to bé. Cho nên là em làm ra khoảng 2.000 cây thì đã để trồng một ít rồi. Bây giờ thì sẽ chia sẻ cho mọi người một cái vé Vietlot. Cái này thì 2019 thì mọi người mới đến mùa hoa sau nhé, thì mọi người mới có hoa bói ạ. Và cái quá trình lai, nếu mà mọi người chưa biết cái quá trình lai thì em sẽ nói luôn cho mọi người. Cái quá trình lai thì là cây mẹ của nó là cây cánh trắng mắt tràn phân thùy này. Mắt tràn phân thùy này. Lai với cái cây 6 mắt. Lai với hạt phấn của cây 6 mắt. Lai với hạt phấn của cây 6 mắt này để cho nó ra cái quả như thế này ạ. Ra cái quả như này, đó. Ra cái quả như này. Và khi cái quả này chín, người ta không đem cả cái quả to này đi, người ta gieo nhé. Mà khi mà cái quả chín thì sẽ sử dụng cái hạt phấn đã lai này. Sử dụng cái hạt phấn đã lai, nó tách ra được cái hạt phấn đã lai. Trong một quả phi điệp thì nó sẽ có khoảng 500.000 hạt phấn. 500.000 hạt phấn. Tất nhiên là tất cả số hạt phấn đó. Làm gì anh mới mua có 1.000k một ký 6 mắt? Đâu? 1.000k anh mua ở đâu đấy? Anh chỉ em mua với. Anh chỉ em mua với. Hay là anh mua chầm 6 mắt, giả hạt 6 mắt cơ mà. Đây ạ, cái hạt phấn.
cái mô trong phòng cái hạt phấn đấy trong phòng thí nghiệm ạ, để cho nó trong cái dung dịch này đấy, để cho nó ra cái cây con, và cái cây con gieo hạt lên nó sẽ như thế này. Đây cái cây sáu mắt nào. Nếu mà cây sáu mắt của 1.000k thì em mua luôn. Em mua luôn. Ví dụ một cây như này. Đây, ví dụ một cây sáu mắt như này. Cây của người ta. Dạ, hạt sáu mắt Thái Bình. Sáu mắt Thái Bình. Đây. Đâu, anh có mặt bông không cho em xem với. Em chào anh Tạ Quang Tuấn. Trầm sáu mắt có mấy trăm ngàn một em? Hẳn là mấy trăm ngàn một em đang có bán trầm đâu. Mấy trăm ngàn một cốc như này à? Mấy trăm ngàn một cốc như này á? À, 250. 250. Đây. Cây này, cây này ạ, cây lá nhựa, thân rất là đẹp luôn, lá nhựa. Chào anh Phạm Đình Chiến, chào anh Nguyễn Khái nha. Ai mà muốn sổ cái một cái vé Việt Lốt cho 2019 thì ấy chốt cây. Giá rất là đẹp luôn, 2100 lẻ là 150 một cây. Lẻ là 150 một cây và em bán một cặp là 250. Em bán 250 một cặp. Vâng, mọi người mua được ở đâu rẻ thì mọi người cứ mua thôi ạ. Còn tại vì là em làm cây chuẩn, làm hạt chuẩn cây chuẩn nên là giá thành mà làm số lượng vừa phải, chứ không phải là 100.000 cây như bên Đài bên Thái mà nhà vườn người ta bảo cây nào biết cây đấy. Cho nên là em không có lời lãi nhiều, còn mọi người cảm thấy chỗ nào rẻ hơn thì mọi người cũng mua, em cũng không biết phải nói gì cả. Đây, cây một mầm thì nó lớn như thế này rồi ạ. Cây một mầm thì lớn như thế này rồi nhá. Em chào anh Hoàn Lê. Anh Hoàn Lê có thích sáu mắt thì chốt hàng này này. Cây nhiều mầm cũng có mà cây một mầm cũng có nha. Đây, cây một mầm thì lớn như thế này rồi ạ. Đó, cây một mầm này. Đây là cây nhiều mầm. Đây là cây nhiều mầm. Mầm u luôn. Em chào anh Mạnh Vũ. Nhờ mọi người chia sẻ bài giúp em nhá. Đây là cây nhiều mầm. Đây. Gì vậy? Ờ đúng. Đây. Anh cắt đi. Lười. Đây. Đúng rồi. Đây. Em bán là lẻ là 150 một cốc. Lẻ là 150 một cốc, còn nếu mà lấy 2 cốc thì sẽ là 250.000 2 cốc nhá. Cây độc quyền luôn mọi người, là không có thể mua được ở đâu đâu ạ. Anh Thưởng Lê ơi. Cây lai 6 mắt anh nhá. Cây lai 6 mắt, cây giả hạc lai 6 mắt ạ. Anh Thưởng Lê sưu tầm đi anh sửa Thưởng Lê. Khát nước quá trời. Mọi người chia sẻ bài cho anh hai cây nhiều mầm nhá. Ok anh Phạm Vũ nhé. Để em chọn cây nhiều mầm cho anh. Anh yên tâm là em đã bảo là like cái cặp like này ấy. Anh bạn em bên Học viện Nông nghiệp còn bảo là đúng là cô này cũng khéo đề xuất ý tưởng. Khéo đề xuất ý tưởng cái cây hai năm cái cây cánh trắng mắt tràn đấy. Like với cái cây sáu mắt này, cánh trắng mắt tràn đấy mà lại phân thùy like với cây sáu mắt. Nó giống như kiểu là điền vào chỗ trống luôn. Điền vào chỗ trống luôn, nên là anh ơi cắm cho em cái sạc. Cây lên ung tùm, chậu nào cũng nhiều mầm. Đây để em chọn cho anh một cây nhiều mầm. Đây rồi. Đây anh nhá. 10 cốc 100 cơ một cốc. Dạ không anh ạ. 250 một cặp nhá. Lẻ là 150. Em nói em ngồi trên đây bán hàng rất là nhiều cho nên là em không nói sai, bởi vì là mọi người mua của em một lần này sẽ còn nhiều lần khác nữa. Nhà vườn, những cái nhà vườn ấy, người ta đến tận Học viện Nông nghiệp và trả cho em là 120 đến 150 ngàn một cốc này. Khi mà bán ra cho họ ít nhất là 200 cốc. Nhưng mà em đang có chia sẻ với mọi người lên đây ngồi like. Đấy. Đây có một cái cây này lá tròn này. Cái anh Phạm Vũ nhá. Anh Phạm Vũ, nếu mà anh lấy 10 cốc thì em sẽ để cho anh giá là 1.200.000 10 cốc ạ.
Có một cái cây lá tròn này, lá tròn như lá mít luôn. Lá tròn như lá mít luôn, em sẽ chọn cho anh. Em đã chọn cho anh cái cốc nhiều mầm mà lá tròn như lá mít này. Đấy, anh nhìn thấy không ạ? Lá rất là tròn. Anh lên cả địa chỉ cho em nữa nhé. Chậu này thì mấy mầm đây, chậu này ít mầm quá nhỉ. Đây, một chậu này 3 mầm nữa. Một chậu này 3 mầm lá tím nha anh. Về anh sẽ nhìn thấy lá nó tím ạ. Nếu anh lấy 10 cốc thì em sẽ để giá là 1,2 triệu. Ok, anh lên địa chỉ cho em nữa, anh Phạm Vũ nhé. Em chào anh Lực. Anh Lực ơi, có cặp like đẹp đây, anh Lực có sưu tầm không này? Mọi người sẽ không mua được cái mặt hàng này ở đâu đâu ạ. Bởi vì là hôm trước em cũng bán một mặt hàng độc quyền. Hôm nay cũng bán một mặt hàng độc quyền bởi vì là cùng với đợt like, cây cũng bằng luôn. Cây cũng hai cái kích cỡ cây là bằng nhau bởi vì like cùng một thời điểm. Số 35. Mọi người nếu mà ai đã mua cái cây cũ của em rồi nhá, về thì mọi người sẽ đem hai cái cây ra. Mọi người đem hai cái cây ra so sánh. Mặc dù nó cùng trồng trong một cái chậu này nhưng mà cái chất cây nó sẽ khác nhau. Cái cây này thì lá nó sẽ tím, lá nó sẽ tím này. Và cốc nó sẽ nhiều mầm hơn là cái cây cũ. Anh Phạm Vũ. Ok, anh Phạm Vũ hai cốc. Anh lên cả địa chỉ cho em nhá, anh Phạm Vũ nhá. Này anh này. Anh Phương Phong Lan Nguyễn. 10 cốc dơ lên, chị chọn xem nào, cốc nhiều mầm. Cái gì vậy em, giờ mới bảo cây giả hạc lai 6 mắt nhá. Anh nhá. Chị Phương Lan Nguyễn. Đây để em lấy cho chị 10 cốc. 10 cốc nhiều mầm. Đấy đúng rồi đấy, mẹ em nói đúng ấy. Mấy khi có cái ai mà kỳ công mà mọi người ta chỉ có đi nhập hàng đài hàng thái, nhà vườn nó bảo là cây gì biết cây đấy về để bán cây lai thôi, còn em thì là kỳ công lai nhé. Đây ạ. Mặc dù nó là phép lai tâm huyết của em luôn. Chậu này 3 mầm này. 1 2 mầm nhá, với một mầm nhỏ này, 3 mầm này. Một chậu. Đây. Chậu này 2 mầm đây, lá đốm tím đây chị này. Lá đốm tím nhá. Cây giả hạc lai 6 mắt này anh Nguyễn Quảng, tí nữa em sẽ cho anh xem mặt hoa cây bố mẹ và mặt hoa tương lai ạ. Đấy, hai chậu này. Đây. Chậu này lá xếp luôn nhá, 3 chậu này. 3 chậu. Đây. Số 35 anh Phạm Vũ. Vâng. Vâng anh Hoàng Lê nhá, chốt hai cốc cho anh ạ. Em chào anh bạn ạ. 4 mầm này, 4 cốc này. 4 cốc. Anh Phạm Vũ cho em xin địa chỉ nhá. Đây, 5 cốc này. Đấy, lá tím này. Anh Hoàn Lê 2 cốc vâng. Cốc nù, anh ơi anh thích một mầm hay nhiều mầm? Anh thưởng Lê chờ em tí nhá. 5 cốc, chọn 5 cốc. Dạ vâng chị Phương Lan Nguyễn, chị yên tâm đi ạ. Em chỉ có bán cây đẹp cây khỏe thôi, còn cây xấu em để lại em trồng tiếp. Đây, có cây lá mít này ưu tiên cho chị nhá. Đấy, cây lá mít này thi thoảng này sẽ có cây lá tròn này. Anh kết bạn chị Phương Lan Nguyễn này, chị kết bạn đây em chụp ảnh cho chị xem luôn. Đôi 4, 6, 7 8 9 10 cái này đẹp, cái này đẹp quá. Ok chị kết bạn đi, em chụp ảnh cho chị xem luôn, em chỉ bán cây đẹp thôi. 150 một cốc, 250.000 một cọc. Anh Phan nhé, đôi 4, 6, 7, 8, 9, 10. Anh này, 10 cốc cho chị. Anh, chị nhắn tin cho em một cái nhá, chị Phương Lan Nguyễn ơi. Em chọn cây cho anh Hoàn Lê nhé. Anh Hoàn Lê, anh lấy thân mập thì anh lấy cốc một thân nhé. Cốc một thân thì nó sẽ to đấy. Ở đây, cốc này cũng 3 thân đấy chứ không phải một thân đâu. Mập này. Nhưng mà cái mầm dưới nó còn đang bé. Đây. Anh Hoàn Lê ơi, em chọn cho anh Hoàn Lê hai cốc này nhé. Cho cây đẹp chị chia cho bạn bè đấy. Ok chị Phương Lan, em chỉ bán cây đẹp thôi. Một hoặc hai cũng được em. Dạ vâng. Chị Phương Lan, Phương Lan Nguyễn không viết liền, Phương Lan viết liền, Nguyễn không giấu. Đấy em nhắn tin cho chị xong rồi chị cho em số điện thoại địa chỉ trong tin nhắn luôn cũng được.
Đây chị đây này. Vâng, đây một hoặc hai đây. Cái này thì được 3, cái này thì được 1 này. Cây một mầm thì nó dài gần bằng cái bút rồi anh nhá. Ok, anh Hoàn lên. Ghim giá đi chốt như thế nào? Anh Thông Hồng ơi, em chốt lẻ là 150, một cặp là 250 nhá. Anh Hoàn Lê Phương. Bác Hồ nói rồi, không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Thế sẽ chọn cho chị 10 cốc là tương đương nhau luôn. Số 37 này. Dạ vâng, xem mặt chờ em tí nha, em đang có nhắn tin. Ok anh Phạm Vũ nhá, cảm ơn anh. Số 36 cho anh, em ghi số 36 anh Hoàn Lê chị đấy. Hai cây này quá. Vâng. Mọi người chờ em tí để em cho mọi người xem mặt hoa bố mẹ rồi là xem mặt hoa tương lai luôn nhé. Cây rất là đẹp. 36 ạ, 37 là chị Phương Lan Nguyễn. 36 anh Hoàn Lê. Anh Hoàn Lê ở năm đấy. Đây này mọi người này, cốc tùm 4 năm mầm luôn. Anh Xuân Thu ơi, cảm ơn anh. Ok rồi, ok rồi. Đây, cốc tùm luôn, cốc này. Tùm mà cây này lá mít luôn nha mọi người, cây lá mít đồng xu luôn nha. Đây này mọi người về sẽ thấy là cây lá mít đồng xu này, mít đến tận lá ngọn luôn nhá. Cái chậu này thì nó có 4 mầm, 4 chắc là lên từ 4 cái hạt. Em có bán kèm đâu anh Tuấn Phạm ơi, đây là em bán cây giả hạc lai 6 mắt. Vâng, chào anh, chào một ngày mới. Đây, cây này lá mít đồng xu luôn này. Đây. Mọi người nhìn lá này, cái này á chỉ có thân lá cũng đã đẹp rồi cơ. Em không biết làm sao mà cái lô cây lai nó lại nhiều lá tròn mà lá cứng. Dạ không, không chị Phương Lan ơi. Em gửi Sài Gòn suốt, Sài Gòn chỉ có 36 tiếng là đến nơi thôi chị nhá. 36 tiếng tức là 1 ngày rưỡi là đến nơi. Anh Xuân Thu ơi, 250 một cặp. Cây nhiều mầm u luôn, anh mà không mua cây 6 mắt này là hối hận luôn. Sau này mọi người có cây đẹp chơi là anh không có cây đẹp là anh hối hận, lúc ấy hỏi em đã hết. Hoặc là em đã sổ ra cây 6 mắt rồi, em không bán cho anh 250 nữa. Đây anh này, cây này chỉ chơi thân lá thôi cũng đẹp rồi cơ. 250 một cặp nhất, lẻ thì 150 một cây. Em ơi có những cái cây lá tròn ấy, cây lá mít ấy, cây lá mít su ấy, em nhập lên đây chị. Đây này anh này, cây quá là đẹp luôn này. Đấy. Anh có chốt lấy hai cây mà chơi anh ạ. Đây, anh ngắm luôn nhá. Đây, đây này. Cái mầm này à. Đấy, quá là đẹp luôn đây này. Chào anh Thành Bập, nghe quen quen. Đây, đây, đây. Chậu này mới xuất sắc làm sao chứ. Toàn cây đẹp thôi. Về mọi người sờ vào lá tưởng là mua cây nhựa. Lá quá dày quá đẹp. Đổi cho chị cái cốc có hai thân lúc nãy, lấy hai cốc 4 mầm đồng xu đi. Vâng, đổi luôn chị ơi. Đâu nhở? Đây. Anh Thúy Đinh Nguyễn ơi. Đây nhá, em đổi cho chị cái cốc 4 mầm đồng xu này nhá. Cây 1 mầm thì dài được khoảng 8 cm, còn cây 2 3 4 mầm thì tầm 4 5 cm thôi anh ạ. Anh Thưởng Lê chờ em tí, tại điện thoại đang có nhắn tin cho chị Phương Lan Nguyễn này. Anh đổi cho chị Phương Lan Nguyễn cái cốc 4 mầm đồng xu này. Đổi lấy cái cốc hai thân, với cốc nó hai thân ấy. Cốc nào không xuất sắc trong bằng ấy cốc thì đổi ra. Đấy, bảo chụp cho chị rồi chị cho tôi địa chỉ. Chị ơi, em chụp cho chị rồi, chị cho em số điện thoại địa chỉ nhá. Cây giả hạc lai 6 mắt ạ. Anh Thưởng Lê chờ em tí, anh ấy đưa điện thoại cho em mượn đi. Chị Phương Lan ơi, chị cho em xin số điện thoại địa chỉ nhá, em đổi cho chị rồi ạ. Chị vào chị check tin nhắn của em nhé. Đây ạ. À. Em ở Hà Nội nhé, ở gần Đại học Công nghiệp, còn vườn ươm thì bên Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhé. Đây ạ. À. Đây đấy. Cây 5 cánh trắng mắt tràn. Cây 5 cánh trắng mắt tràn nhưng mà họng phân thùy nhé. Lai với cây 6 mắt này. Thì tại sao lại chọn cái cây 5 cánh trắng mắt tràn nhưng mà lại phân thùy, để nó bản thân cái cây mẹ nó đã có 2 mắt, để lai với cái cây 6 mắt này để cho nó ra cái mặt hoa 5
năm giả hạt 5 cánh 6 mắt như thế này nhá. Ra cái mặt hoa giả hạt 5 cánh 6 mắt thì mọi người cũng vừa hỏi em, ai mới vào ấy thì lúc nãy mọi người cũng hỏi là tại sao lại like cái mặt hai cái mặt hoa này. Thì phép like đơn thuần là một phép like kinh tế thôi, bởi vì là cái mặt hoa cánh trắng 6 mắt, cánh trắng 6 mắt ấy, nó trên thị trường nó đang rất là đắt, mọi người bán tầm từ 2,5 triệu đến 3 triệu một ki, tùy ki to nhỏ. Tất nhiên là có nhiều loại 6 mắt nhá, chứ không phải là loại 6 mắt nào cũng giống loại 6 mắt nào. 2,5 triệu đến 3 triệu một ki. Thì em làm cái phép like này, nó là phép like kinh tế và chưa có ai làm thì em làm thôi ạ. Đây, cây mẹ của nó sẽ là cây giả hạt. Anh chốt 30 cây à? Anh ơi, anh chốt 30 cây nghĩa là anh chốt thêm 20 cây nữa hả? Đây, cây mẹ của nó là cây 5 cánh trắng này nhá. Like với hạt phấn này, like với hạt phấn của cây này thì nó sẽ cho ra những cái quả like, cho ra những cái quả like như này, ra những cái quả like như này nhá. Và cái quả like này sẽ đem đi đến môi trường. Nhiều mắt em nhé, cho anh 30 cốc. Dạ vâng anh Pha ơi, thế là em chọn cho anh 20 cốc nữa nhé. Em chọn cho anh 20 cốc nữa. Em ơi, em trả lời chị Phương Lan Nguyễn đổi cây cho chị ấy, cho chị. Chị Phương Lan Nguyễn có 4 mắt không bạn? Có, mình 4 mắt đây nhưng mà mình không có bán người, mình chỉ bán cây thôi. Em chọn cho anh 20 cây đẹp nữa nhé. Anh Thoa Nguyễn còn đặt 100 cây 5 cánh trắng mà con còn chưa dám giao bởi vì là cây nó chưa đẹp đây này. Mọi người mua rất là nhiều của em rồi chứ không phải là bây giờ mới biết là em làm cây like đâu. Đã không like thì thôi mà chỉ like là những cây độc quyền thôi nhá. Đây, gộp cho anh 2 cốc lá mít. Vâng anh Hoàn Lê nhá, để em tìm 2 cốc mít. 2 cốc mít thì anh chờ tí để đứa em nó tìm nhá. Thằng này nó mát tay lắm, nó hay tìm một cây mít lắm. Thật ra mọi người cứ bảo em là để lại hết cây đẹp, nhưng mà nó cả ngàn cây thế này em biết để thế nào. Ok anh Thưởng Lê này, chờ em tí, chọn cho anh và anh ấy 20 cốc. Mẹ chọn cho con 20 cốc nhiều mầm đấy. Cứ chọn hết cho mọi người cây nhiều mầm đi, mít đồng xu ấy. Ok anh nhá, để em chọn cho. Từ từ, mít đồng xu rồi mọi người phải từ từ. Để em bói đã. Cây xấu còn chẳng dám giao ấy vì là sợ mọi người mắng. Đổi cốc là cho chị Mai Lê. Anh Thành ơi, vào đây chốt cho anh Khoa 20 cốc đúng không em ấy? Mấy cốc rồi ạ? Mẹ được mấy cốc rồi? 2, 4, 6, 8, con được 10 cốc nữa rồi này, 10 cốc đẹp. Anh ơi đây, 10 cốc nhiều mầm nhá. Dạ, HO gieo hạt thì còn đang bé lắm anh ạ. Em chưa xuất nhá, có HO gieo hạt nhưng còn đang bé. 5 cốc. 5 cốc rồi mẹ, đây mẹ bỏ vào cái chỗ 10 cốc của anh ấy kia kìa. Đấy, đằng sau cái quạt, đằng trước cái quạt. 30 cốc. À, bạn Thoa Vương ơi, hàng này là cây giả hạt 6 mắt like nhé. Anh đếm xem hình như mới có 25 cốc. Chọn cho chị 4 cốc lá mít đồng xu. Mẹ chọn cho con 4 cốc, đây rồi. Anh Thưởng Lê ơi, có 5 mầm cho lên nhé. 5 mầm á, có tầm 3-4 mầm thì nhiều anh ạ, 5 mầm thì hơi hiếm. Đây đây đây, anh Thưởng Lê ơi, đây nhá. 2 cốc đồng xu của anh này, 2 cốc đồng xu mà lại còn thích nhiều mầm nữa cơ thì em chưa biết chọn. Đây, mẹ có thấy cái cốc nào lá tròn không? À đây rồi, đây rồi. Anh Thưởng Lê ơi. Hello Hòa Bình bao giờ? Anh ơi, cái Hello Hòa Bình em mới làm thôi nên là chưa có cây đâu anh ạ. Hôm nào cây ổn, anh chọn cho em mấy cái cây mít đồng xu để em xúc thêm cho anh Hoàng Lê, anh Thưởng. Ship về Thái Bình tiền cước hay bao nhiêu? Anh ơi cái cây này nó nhỏ mà ship về Thái Bình cước tầm 30-35k thôi anh nhé. Mà anh mua 2 cây là gần như là em đã bao cước rồi đấy. Giảm tận 50.000 mà. Đây rồi. Ok.
Ok chưa? Hai cây này ok chưa? Nhiều mầm nữa. Đồng xu nhiều mầm. Anh Thơ Nguyễn ơi, bao giờ có em báo nhé. Cây bây giờ còn đang bé quá. Đây 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 đây. Không, cây này làm đâu có lá tròn. Anh thưởng Lê ơi, hai cây lá tròn của anh này. Em bán 100, 150 nhá. Mà hai cây là em bán 250 một cặp. Chị Phương Lan Nguyễn là đơn bao nhiêu? Đơn 10 cây. Phương 37. Dạ 250 một cặp ạ, lẻ là 150 một cây. Em ship về theo rồi, ok anh thưởng Lê này. Anh thưởng Lê hai cây. Đây, anh chốt cho anh thưởng Lê số 38 này. Chốt luôn em bán lan, ôi giời. Chọn dùm đẹp được, em chọn cây đẹp mà anh yên tâm, chọn nãy giờ còn chưa ưng ý đấy. Đây anh Hoàn ơi, một cây nhá. Tại vì có những cây nó đồng xu nhưng mà nó lại chỉ có một mầm thôi. Nên là muốn chọn cho mọi người cái cây nó nhiều mầm. Để bỏ hết cây lên đây con ngắm nghía xem nào. Chỉ có bạn bè thôi. Mình không nhìn thấy cây này nhỉ? Em ship Viettel, anh Thúy Đinh Ngọc Thúy ơi, anh Hoàn Lê ơi, hai cây lá tròn này, đây lá tròn nhưng mà lại phải nhiều mầm mới ưng, đây hai cốc lá mít nhưng mà lại nhiều mầm nhé anh Hoàn Lê nhé, em chốt kèm anh Hoàn Lê số 36 thêm hai cốc, em ship Viettel về Thái Bình thì chỉ 1 đến 2 ngày thôi anh Thúy Đinh Ngọc Thúy ơi. Ai mà không ngại chăm thì có ai mà thích mà ngại chăm mà thích cái cây một mầm ấy thì mọi người có thể chốt những cây một mầm thì nó rất là lớn này. Nhìn đã mắt luôn. Về mọi người tưởng là lá nhựa nhá, về tưởng là lá nhựa vì lá nó rất là dày. Lá rất là dày cứng đẹp chứ không có eo uột đâu ạ. Đây. Lá cực kỳ cứng, một mầm. Cái này, đây mọi người ơi, cho em mượn cái kéo nào. Cho em mượn cái kéo. Đâu đưa em mượn cái kéo đi. Đây, nhìn trong cái chậu này thì cái gốc này này, cái gốc này nó mãi ở dưới này. Ok anh Hoàn nhá. Cái gốc này nó mãi ở dưới. Cho nên là mọi người nhìn cái cây nó ngắm, nhưng mà thật ra cái cây nó cũng khá là dài rồi, bởi vì là cái chậu này nó đã che mất một phần rồi. Đây em cắt đi, cắt cái phần chậu đi cho mọi người nhìn nhá. Cắt một khoảng nó đừng cắt hết. Để cho mọi người nhìn là cái cây này nó. Anh Bằng Hà ơi, cây giả hạc lai 6 mắt anh nhá. Cặp lai độc quyền đấy ạ, trên thị trường là chưa ai có. Đây để em phẫu thuật thẩm mỹ cho cái cây. Nhìn cây nó lớn luôn chưa? Nhìn cây lớn luôn. Tại vì sao ạ? Cái chậu này của em nó bị cao hơn cái gốc cây. Em ở Hà Nội nhá. Vâng. Anh ơi, cây giả hạc 6 mắt lai. Đây em cho mọi người xem. Của nợ gì vậy? Của nợ đây mà, của nợ anh. Của hiếm. Của hiếm không phải của nợ. Em đổi cho chị Phương Lan chưa? Em đổi. Đây ạ, cặp lai này nhá. Cặp lai độc quyền luôn. Cây cánh trắng mắt tràn. Cây cánh trắng mắt tràn nhưng mà phân thùy nhá. Đấy. Nó tại sao lại chọn cái cây như này, bởi vì là cái đặc điểm như thế này này thì để cho bản thân cái cây giả hạc cánh trắng mắt tràn này và phân thùy này nó đã có cái mắt sẵn rồi, hai cái mắt sẵn rồi để like với cái tính trạng của cây trầm 6 mắt này. Like với tính trạng của cây trầm 6 mắt cho ra cái mặt hoa là cây giả hạc 6 mắt. Đấy.
ai cái cây ra cái cây giả hạc 6 mắt thì tại sao lại lai hai cái cây này với nhau? Thì em cũng nói với mọi người lúc trước mới vào ấy là em ở quận nào? Em ở quận Nam Từ Liêm nhá. Phải không nhỉ? Em ở quận Nam Từ Liêm. Tại vì là nhà em thì vườn ươm thì ở của cái cây này thì bên Học viện Nông nghiệp cơ, nhưng mà tại vì em đi làm trong thành phố nên là ở đây. Không, anh ơi, không phải hàng Thái anh nhá. Em không có bán hàng lai Thái đâu, em không có bán hàng lai Thái anh ơi. Hàng Thái người ta không có trồng cái cốc này anh nhá. Hàng Thái mà trồng cái cốc này, cái rêu nó còn ướt nhẹp như thế này mà vận chuyển về đến Việt Nam, vận chuyển về đến Việt Nam thì cây có mà nó héo beo à, nó thối nhũ nào anh. Không bao giờ nhá. Hàng này là hàng lăn đường lá nhỏ, đúng là hàng Thái nhưng mà là hàng Thái Bình. Hàng Thái Bình, không phải là Thái Lan. Đúng rồi đấy, anh nói đúng nhưng mà mới đúng một nửa, đó là hàng Thái Bình. Đây thì cho mọi người xem này, cái quả đây ạ, khi mà sẽ thu hoạch được cái quả lai như thế này, thu hoạch được cái quả lai như thế này thì không phải đem cái quả đi trồng mà là làm đến khi mà cái quả đấy nó nứt ra, dùng sử dụng cái hạt phấn này nhá để đem đi gieo hạt trong môi trường thí nghiệm. Tất nhiên là không phải là cứ đem ra ngoài vườn rắc hạt rồi là nó lên giống như cây rau mùi, mà phải trồng trong môi trường thí nghiệm nhá. Thế thì giống na chạ, giống na cha thì chả là huyền thoại quá anh. Huyền thoại quá. Ô, anh ơi, bị sóc đơn cổng bạo chị Diễm à? Phải không? Vâng, chị Diễm ơi, để em gửi cây mũi hồng cho chị nhá. Ok chị Diễm, để em ghi vào đây không em quên đấy. Chị Diễm, sao lại bị sót đơn đấy nhỉ? Chắc mấy hôm rồi nhiều đơn quá. Em chào anh Vi đang cao. Dạ, em bán lẻ là 150 một chậu. Hai chậu thì em sẽ bán là 250 một cọc nhé, 250 một cọc. Thì có cây cao như này, có cây lớn một mầm như này, hoặc là cây tùm nhiều mầm như này nhé. Cây tùm nhiều mầm, hàng Thái Lọ. Thái Lọ, Thái Chai đây anh ạ. Hàng Thái Lọ, Thái Bình đây. Đây, cốc nhiều mầm thì nó sẽ ngắn hơn, giá tiền bằng nhau nhá, cốc này nhiều mầm. Anh Duy Khánh ơi, em bán lẻ là 150, một cặp thì em sẽ bán là 250 một cặp. Ok chị Diễm này. Sợ bị sót đơn đấy nhỉ. Nhớ là gửi rồi. Vâng chị nhá, mai em sẽ gửi lại. Để em kiểm tra xem mà có thất lạc đơn nữa, dạo này Viettel buồn lắm thôi ấy. Cây vậy bao lâu có hoa? Anh ơi, sang năm là có hoa bói rồi anh. Đây, cây này nó cao gần bằng cái bút rồi. Nếu anh lấy cây một mầm nó sẽ nhanh có hoa bói hơn anh nhé. Cây một mầm thì sẽ nhanh có hoa bói hơn này. Cây một mầm này nó tầm 6-8 sen. Còn cây mà hai mầm này thì nó sẽ tầm 4-5 sen. Chị ơi, cây lai vẫn là cây lai thôi. Cây giả hạc cành trắng mắt tràn lai với cây 6 mắt. Đây, cặp hoa bố mẹ này. Một lấy 50 cốc thì mới có tiền trả em 30 cốc. Anh lấy 50 cốc đi, anh mở két ra. Anh mở két ra. Mạnh mẽ lên. Bởi vì là cái cây này là khả năng cao lắm đấy anh ạ. Bởi vì là khi mà like thì cũng thấy là nó hai cái cặp like này mọi người cứ trêu là đúng là điền vào chỗ trống. Bốn cái mắt kia điền vào cánh của cây năm cánh trắng nữa là vừa sinh. Nó lên cây tùm luôn. Chắc là tay em mát tay. Cây lên tùm luôn, rất là nhiều mầm nhá. Nhiều mầm lắm, cây nào cũng nhiều mầm luôn. Nãy giờ em bán quá trời cây nhiều mầm luôn. Đây này, có những cây nó còn lá tròn, lá đồng xu nữa luôn ấy. Đây mọi người này, cây này tên gì? Anh ở VOV Trung Văn, em ở đâu mai anh qua lấy. Anh Tạ Hồng Phúc ơi, em ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp, mai anh qua Đại học Công nghiệp xong anh gọi điện nhé. Hoặc là em ship cho anh cũng được, hoặc là anh qua đây anh chọn cũng được, tùy anh. Con đường nào cũng dẫn đến thành Rome. Cây này bị sao đây, sao cây này nó lại phình ra nhỉ anh này ơi. Chào anh Cường Phạm. Anh ơi, cây này cặp lai mới cũng chưa ai đặt tên đâu anh Đình Vũ Nguyễn ơi. Anh về anh tự đặt tên đi. Nghĩa là đặt tên cái cặp lai này thì chỉ gọi là cây cánh trắng mắt tràn lai với cây sáu mắt thôi. Còn nếu mà nó ra được cái mặt hoa gọi xuất sắc như thế này, nghĩa là mục tiêu của em tại sao lại lai thì nó ra cái mặt hoa như thế, để ra cái mặt hoa giả hạt sáu mắt như thế này.
thì anh có thể gọi là cây giả hàng 6 mắt, xong rồi anh đặt tên, anh đặt tên là tên anh, hay là đặt tên là Ngân Hà, hay là đặt tên là Thúy Liễu, hay là đặt tên là ABC, XYZ gì đều được, lúc đấy là quyền của anh mà. Dạ vâng, anh Thoa nhé. Anh Thoa ơi, vâng. 50 cốc nhiều mầm, ok anh. Anh Cường Phạm ơi, Gia Lai thì ship cũng không cao đâu, cao hơn miền Bắc. Còn cái cây này thì thật ra nó là cái cây nó cũng nhỏ ấy. Nó là cái cây, mọi người nhìn này, lá tím này. Mọi người nhìn thấy lá tím không ạ? Đấy. Qua cái ánh điện này thì bớt tím rồi, nhưng bên ngoài nhìn thấy tím ngắt luôn. Nếu mà anh lấy khoảng 2 cây thì ship nó sẽ rơi vào khoảng tầm 4 đến 50 ngàn. Mà nếu anh lấy 2 cây. Chị lấy mấy cốc hả chị Diễm? Nhà thêm anh kia 15 cốc nữa gì? 20 cốc nữa, anh lấy 50 cốc. 20 cốc nữa, anh vừa lấy 25 cốc à? Vừa anh lấy 30 cốc. Vừa lấy 30 cốc à? Vâng. 30 cốc nữa à? 5 cánh trắng 6 mắt Thái Bình. Trời, gọi là 5 cánh trắng 6 mắt Thái Bình cũng được. Cộng với 40 cốc là bằng 50 cốc. Cây này quá đẹp luôn, em nói thật, nếu mà cây này mà sổ ra được mặt hoa, mặt hoa thì gọi xuất sắc luôn. Đây, ai mà thích lá tím này, lá tím, lá mít, lá tím thì báo em nhé, hai cây lá tím này. Hai cây lá tím này. Về mọi người sẽ thấy ở đây có một cái cây lá tím mà nhiều mầm. Đây. Lá nhựa cứng đét luôn. Ui, cái lá này nó mới hay làm sao chứ. Mọi người có ai thích cái lá này không? Lấy một cốc nhé, đơn mũi hồng như hai cốc. Dạ vâng, để em chọn cho chị một cốc nhiều mầm. Ăn xong thì xem lan này à? Đúng rồi, ăn xong thì xem lan. Khổ. Anh ơi, lấy một cốc nhiều mầm cho chị Diễm của em ấy. Chị Diễm trong ghét thì ghét, yêu thì ghét thôi à? Diễm hay mà. Diễm hồng. Kiều Diễm. Kiều Diễm. Diễm xưa. Đây lấy chị Diễm cốc này em. Đây, cho chị Diễm xem. Chị Diễm ơi, chi chít mầm luôn. Bạn ơi, lẻ là 150 nhá. Hai cốc thì là 250 một cặp. 250 một cặp. Có cặp cây lớn như thế này thì một thân thôi. Còn nếu mà cặp nhiều thân thì cây ngắn hơn tí. Đây này, cây này lá tròn lá mít đây này. Lá tròn lá mít thì còn lá tím luôn nhá. Đây cái cây này mới đẹp làm sao chứ, lá tròn này. Đây chốt cho chị Diễm số 39. 39 rồi, chị Diễm. Tao chả biết, cứ thấy nó nổi cái xanh xanh. Nổi cái xanh xanh là nổi cái gì hả anh? Anh chọn cho anh Thoa đi, không có hết cây đẹp rồi. Em chào anh Triệu Vân. Anh Hoa với anh Huyền Long ơi, hai người không mua cây mà vào đây tám chuyện hả? Hai người không mua cây mà vào đây tám chuyện à? Mua cây ủng hộ em đi. Chồng nó em làm. Vâng chị Diễm nhá. Em phải tí nữa mà em phải kiểm tra, và em nhớ là hình như em gửi rồi mà chưa đến nơi, thì một là em sót đơn, hai là em thất Viettel làm thất lạc, thì bây giờ đang có chưa biết là lỗi tại ai. Anh ơi, em ở Thái Bình. Thái Bình chị 25 tấn, nhà chả có gì ngoài thóc gạo. Đây, mọi người chốt hàng tiếp đi ạ. Em còn, vẫn còn hàng nhá. Cây một mầm, cây hai mầm, cây nhiều mầm, các kiểu ba la ba la đều đủ hết nhá. Đây này, hai cái, có hai cái cốc này. Ba cái cốc này lá tròn đây này. Ai mà thích lá tròn, lá mít thì chốt cái cốc này này. Đấy mọi người, lá đấy, lá tròn này. Đây cốc này đây. Trời ơi, tán làm sao bây giờ anh. Có tám cây này này thì tám này. Đấy cây lá mít lá tròn nhá. Ba cốc này, ba cốc lá mít này. Mỗi cốc đều hai thân nha mọi người. Mỗi cốc đều hai thân. Anh Ngõ Anh ở Ngô, à anh Ngô Anh chọn cho mình hai cốc, một cốc nhiều mầm, một cốc to à? Rồi ok anh nhé. Một cốc nhiều mầm thì em suy ra là một cốc còn lại là cốc to đúng không? Sao không bán thóc lại bán lan? Không, để
Anh ơi, thóc để ăn chứ. Đây anh nhá, một cốc nhiều, một cốc dài này. Em ở Diêm Điền anh ơi. Đây đây, để em lấy cho anh cái cốc vừa dài vừa mập luôn đi. Cho nó ưng ý. Đây. Một cốc dài mập nhá. Một cốc dài mập với một cốc nhiều mầm. Ôi dồi, đây lại thấy cốc đẹp hơn anh ạ. Lại thấy cốc đẹp hơn, lại đổi cốc đẹp hơn. Nhà chả có gì ngoài lan cho nên là cứ bán cốc đẹp trước. Em bảo là em đúng tính kiểu người Việt Nam ấy. Cái gì đẹp mang bán, xấu để trồng. Ngày xưa mẹ em toàn ngó nhà em nuôi tôm cua. Mẹ em suốt ngày con cua nào đẹp mang đi bán, con nào mà kiểu gãy chân ấy, gọi là cua phế, mẹ em mới để lại ăn. Thế lại chẳng à. Bán hàng thì ăn trống cau đấy. Anh ơi, cho em một cái cốc nhiều mầm nữa đi. Cốc nhiều mầm mà nó phải xuất sắc vào. Ok, anh Đỗ Phong nhá. Anh Phong với cả anh Ngô Anh cho em số điện thoại địa chỉ đi. Cốc nhiều mầm. Anh có thích lá mít nhiều mầm không? Đây nhá, cái này lá tròn như lá mít này. Ôi, cốc này 3 mầm luôn. Đây là đơn của anh, đây nhiều mầm. Cây này 3 mầm anh nhá. Cây này 3 mầm, 2 mầm lá tím này. Với một cốc to đùng cách mạng này. Chốt cái này cho anh Ngô Anh. Anh Ngô Anh ơi, anh lên số điện thoại địa chỉ cho em đi. Anh Ngô Anh. Rồi em cảm ơn anh Ngô Anh nhá, anh cho em cả địa chỉ nữa. Uầy, cái này có tận 4 mầm mầm lá tím anh ạ. Lá tím rồi còn lá tròn nữa cơ. Anh chốt cho anh Ngô Anh số 40. Rồi đến anh Đỗ Phong rồi 41. Anh ơi. Cây này cây lai mà. Có vùng nào đâu anh. Cây lai của lan rừng lá nhỏ anh nhá. Đây để em phải chọn cây đẹp. Em ngồi em ngắm nghía hơi lâu. Mọi người chờ tí nhá. Đây. Cốc này nhiều mầm lá tròn nhá. Mọi người ơi, cốc nhiều mầm là nó sẽ. Đây. Đây đây em phải là phẫu thuật thẩm mỹ cho cái em này. Vì là cái chậu này nó đang có dài hơn cái cây nên là nhìn cái cây nó bé nhưng thật ra là em ấy cũng ra gì phết rồi ấy nhá. Cũng biết gọi mẹ rồi. Chứ không phải là cây sơ sinh nữa đâu. Đây. Cắt đi cho mọi người nhìn thấy này. Cây lá tròn như lá mít luôn, 2 mầm nhá. Còn đang lên mầm nữa đây này mọi người này. Với lại một cây to. Đây một cây to. Cắt luôn cái này đi lúc đóng hàng nó đỡ phải chạm vào cây này. Mà làm sao mà ngồi mà cắt được cả ngàn cây bây giờ không biết. Cắt lại là mẫu. Đây cho anh xem một cây lai này. Anh Ngô Phong ơi, lên số điện thoại địa chỉ cho em nhé. Hai cây của anh Ngô Phong này. Đây đây đây. Lai giữa mà hoa nào? Đây em cho anh xem luôn. Cặp lai này em đảm bảo trên thị trường không có ai làm luôn. Cây cánh trắng mắt tràn. Mắt tràn nhưng mà lại phân thùy nhá. Mắt cánh trắng mắt tràn nhưng mà phân thùy. Lai với cây sáu mắt. Lai với cây sáu mắt. Đấy. Lai với cây sáu mắt thì cái mặt hoa mà hướng tới ấy, thì cái cặp lai này nó là một cặp lai kinh tế thôi. Để cho ra cái mặt hoa đẹp này để bán đi. Bán lấy tiền. Đây. Cây năm cánh cây cánh trắng sáu mắt này ra cây giả hạt cánh trắng sáu mắt. Đó, cây giả hạt sáu mắt. Mọi người biết đây là cái gì không? Đây chính là hạt. Đây chính là hạt của cây giả hạt trong phòng khi mà nó ở trong phòng thí nghiệm đấy ạ. Còn đây, cái quả này chính là quả lai nhá. Cây lai gieo hạt nhá. Đây là cái quả lai này. Bông hoa của cây cây cánh trắng mắt tràn sẽ lai với hạt phấn của cây sáu mắt để cho ra cái quả này. Và cái quả này sẽ khi mà nó bung ra như này, không phải đem cái quả đấy vùi xuống đất đâu mọi người nhá. Mà cái quả đấy khi nó tách ra mình chỉ sử dụng cái hạt đấy thôi, cái vỏ này bỏ. Dùng cái hạt này đưa vào phòng thí nghiệm, nuôi cấy trong môi trường thí nghiệm để cho nó ra được cái cây lên được cái mầm hạt và cho ra môi trường tự nhiên trong cái cốc này. Đấy. Đấy chỉ về bán thì giá bao nhiêu?
Em không có nhiều để xỉ đâu, anh muốn lấy bao nhiêu cây, inbox nhá. Không có chia sẻ, không có nhiều lắm anh Dung Hòa. À, anh Đỗ Phong, đơn này của anh Đỗ Phong này. Anh Đỗ Phong cho em địa chỉ, anh Ngô Anh cho em địa chỉ nhá. 41. Anh Đỗ Phong 41, nãy giờ mọi người mua nhiều lắm rồi, em có 2.000 cây thôi. Dạ, em chào anh Định. Chào anh Phạm Văn Tiến. Đó. Mọi người có ai chốt hàng em bán lẻ là 150 một cây nhé. Thích cây nhiều mầm cũng có, mà cây một mầm cũng có luôn. Cây một mầm thì sẽ lớn hơn cây nhiều mầm. Đây, ví dụ cây nhiều mầm đây ạ. Cây này 3 mầm này. Đấy. Còn cây một mầm thì nó sẽ cao. Hàng công này bao giờ? Anh ơi, với những cái cây này này, với những cái cây này thì nó đã dài như này rồi nhá. Nó đã dài gần bằng cái bút như này rồi. Đấy. Thì sang năm là có hoa bói anh Ngô Anh nhá. Cái dòng lai nó phát triển nhanh lắm, nó không như cây rừng đâu, nó phát triển nhanh và cho hoa nhanh lắm. Dạ hạt lai, bạn Giang Nguyễn ơi. Anh Phong với cả anh Ngô Anh ơi, anh chốt hàng cho em địa chỉ cơ, không cho địa chỉ thì em biết gửi về đâu. Có số điện thoại? Có. Hồi rồi không đi nghỉ à? Có đi nghỉ, sắp đi nghỉ rồi đây, chị lai nốt. Từ từ đã, để anh ấy xem chốt thêm cái gì nữa không. Đây. Cây hai mầm cũng có, mà cây một mầm cũng có. Cây một mầm thì sẽ lớn hơn là cây hai mầm nha mọi người. Đây, cây ví dụ cây này hai mầm này thì nó sẽ ngắn hơn cây một mầm. Dạ vâng, Simacai, Lào Cai. Xa thế. Cẩn thận giáp với cả Trung Quốc rồi. Giáp với cả Trung Quốc rồi. Còn thiếu ai nữa nhỉ? Anh Đỗ Phong ơi. À, của anh ở ngay Hà Nội à? Ok anh Đỗ Phong nhá. Ở Hà Nội chốt nhiều nhiều đi anh. Ship chỉ có 20 mấy ca thôi. Anh ở ngay Hoàng Mai. Hoàng Mai thì có 20.000 thôi. Hoàng Mai ship 20.000 thôi à? Nếu ship trong ngày nhận luôn thì 20.000, và nếu không thì 2 ngày thì đến ngày hôm sau thì 20.000 thôi. Ship trong ngày thì 30.000, còn ship đến ngày hôm sau nhận thì được có 20.000. Anh lấy đi 4 cây. Anh Phạm Tiến Đạt à? Rồi anh Phạm Tiến Đạt, anh nói gì em không hiểu. Đây có mấy cái cây lá nó cong tít như là sừng trâu này. Có mấy cái cây lá cong, lá xoắn. Em ý kiến về môi đỏ à? Môi đỏ là tại son, phải tại em đâu. Em làm gì có lỗi. Em không có lỗi trong chuyện này. Anh Phạm Văn Tiến, anh ơi, C là cái gì hả anh? Anh chốt á? Chú Tiến ơi, chú chốt mấy cây? Em chào anh Văn Bắc ạ. Chân dài. Đây, hai cái cây lá cong này, lá cong bút chả hiểu tại sao cong luôn. Ai thích lá cong thì chốt này. Lá cong, lá tròn đều có nhá. Lá tròn đây này mọi người này. Lá tròn như lá mít luôn. Chào anh Ngô Xuân Oanh. Chào anh Văn Bắc. Chào tất cả mọi người hãy ủng hộ cho em đi. Ủng hộ để em có động lực mà like những cái mặt hoa tiếp theo chứ. Mọi người mà không ủng hộ thì lấy đâu ra xiền mà like những mặt hoa tiếp theo nữa. Số anh ơi, chỉ có bán cây thôi, không bán người đâu. Giá sao người đẹp? Anh ơi, tại vì anh bảo em khen em đẹp cho nên là em chỉ bán 250 một cặp thôi nhá. Còn bình thường là em bán 150 một cây đấy. 250 một cặp. Anh thích cây một mầm lớn cũng được, mà anh thích cây nhiều mầm như thế này cũng được, giá như nhau. Anh thích chăm sóc, có một cái cây này đặc biệt nhỉ? Có một cái cây này lá cứng như lá nhựa và lá nó mảnh, bóng như lá nhựa luôn, có ai thích cây này không? Cây này hay hớm thế. Đây, chậu nhiều mầm đây, tùm mầm luôn. Cho một cốc lá xoăn, một cốc lá tròn, ok anh luôn. Đây,
Lấy cho anh cái cốc lá xoan to này luôn nhá. Hai mầm luôn ạ. Hai mầm luôn. Một cốc lá tròn. Thôi cảm ơn chị Thanh Thủy ạ. Một cốc lá tròn. Đây là lan gì bạn? Bạn ơi, đây là cây giả hạc lai nhá. Cây sáu mắt lai nhá. Anh Công Đỗ. Anh Công Đỗ ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ nhé. Một cốc lá xoan, một cốc lá tròn của anh đây ạ. Lá tròn này thì được hai mầm này. Ba mầm. Một mầm bé, lá tròn, một cốc lá xoan. Em ở Hà Nội anh ơi. Số 42. Anh Công Đỗ. Anh Công Đỗ hai cốc. Anh Công Đỗ ơi, đây hai cốc của anh đây. Anh ok cho em với. Ai thích lá xoan lá tròn nhiều mầm hay là cây một mầm mà lớn thì cứ báo em ạ. Cho mình hai cốc có nhiều thân. Ok, anh sửa xe thành công nhé. Sửa xe thành công nghĩa là cái xe nào anh sửa cũng thành công đúng không? À buồn cười. Em đi dạy ấy, học sinh. Học sinh giải thích cái câu thành ngữ là thất bại là mẹ thành công. Nghĩa là nó bảo là nghĩa là cái gì nhỉ? Nếu mà con thất bại thì mẹ sẽ đạt được thành công. Còn nó giải thích chân ướt chân ráo là chân ướt chân ráo là một chân ướt một chân khô. Mà cười đau ruột luôn. Học sinh thời A còng ấy. Này anh Công Đỗ, anh cho em số điện thoại địa chỉ nhá. Vâng, hàng like anh ạ. Cảm ơn anh An Trường nhá. 42. Anh Công Đỗ số 42. Anh sửa xe thành công. Anh sửa xe thành công hai cốc. Dạ em nhận địa chỉ của anh. Anh là cô giáo. Anh là cô giáo. Đây. Anh là cô giáo. Sao anh lại là cô giáo? Vậy giới tính của anh là gì? Sao anh lại là cô giáo? Anh phải là thầy giáo chứ. Nếu anh là cô giáo thì kỳ quặc chứ à? Anh ơi đây này. Cốc này nhiều mầm ú ù luôn, một thân ú ù luôn này. 50 cốc nhiều mầm. Anh Thoa ơi, em chốt cho anh rồi. Đây, hai cốc này đẹp. Còn cốc nào xuất sắc hơn nữa? À đây đây đây. Cốc anh thành công ơi. Cốc này 3 mầm nhá, cốc này 3 mầm nhưng mà có 2 mầm còn đang bé. Nhầm, em là cô giáo đúng. Em là cô giáo thì đúng nhưng mà anh là cô giáo thì hơi sai sai. Có cái gì đó sai sai. Em chốt cho anh 50 cốc rồi anh Thoa ơi. Em để riêng cho anh ngay từ đầu rồi. Đây, cái thân này lớn này anh này, cái thân này mập này. Cái thân này mập với cái thân con này lên cũng đẹp này. Chốt hai với chậu này một thân mẹ với hai mầm con nhé. Hai mầm con. Đưa chị cái kéo nào. Anh sửa xe thành công cho em xin số điện thoại địa chỉ vậy. Cho anh 200 cốc á. Em 200 cốc hả? 200 cốc anh đến tận vườn anh lấy đi. 200 cây anh đến tận vườn anh lấy đi anh An Trường ơi. Anh ở đâu? Đây, em cắt vợi cái... Dạ vâng, anh sửa xe thành công. Cho anh xem cốc xoan tít vào. Lá xoan đấy à? Ok anh nhá, chờ em tí. Đây này, em cắt đi cho anh xem là cái cây nó cũng khá là lớn rồi đấy. Nhưng mà chẳng qua là cái chậu này giống như kiểu là... Giống như kiểu là mặc áo của bố ấy. Nhìn nó hơi bị rộng thùng thình. Đây. Rồi, anh sửa xe thành công số 43 này. Chồng ở trường. Cho xem cốc xoan tít bạn. Oh my god. Anh chờ em thì em ghi đơn cho anh sửa xe thành công đã. Dạ. Một cốc thì 150 nhưng mà hai cốc thì lại chỉ có 250 thôi nhá anh nhá. Một bài toán quá là hay ho luôn. Đây anh ơi, cốc lá xoan tít đây ạ. À. Xoan tít mù khơi đây. Một cốc lá xoan tít này. Em chả hiểu sao lá nó xoan luôn ạ. Đây, lá xoan đây. Đây anh nhá, anh lấy luôn một cặp lá xoan này này. Nếu mà nó cạn nước nó sẽ nhảy đi à, nhưng mà sợ nó xém nó cháy.
À, bạn Mai Hùng Minh ơi, bạn qua Nhổn gần Đại học Công nghiệp nhé. Lá màu bóng mà em cầm á? Đâu nhỉ? Em để thấy nó hay hay, em định để trồng mà nó đâu rồi? Đây, anh thích thì em bán. Để cho mẹ anh cơ. Em ơi, em có thấy cái cốc mà lá nó mảnh mảnh lúc nãy ở đây không? Anh chờ em tìm nhé. Bây giờ nó lẫn giữa cả ngàn cây này. Cái lá mà nó mảnh mảnh và nó lặp. À đây, đây. Đây, nó đây anh ơi. Lá này như lá nhựa ấy. Alo. Hàng cây giả hàng lai 6 mắt nha anh Đông Ngọc ơi. Vườn nhà mình ạ. Nhà em thì ở đây. Dưới này em không nhiều chỗ nhổ anh. Còn vườn thì... Anh có thích cái cây lá nhọn hoắt này mà lại lá nhựa không? Lá nhựa bóng này. Có mỗi một cốc này thấy lá thôi. Anh muốn lấy cây nào để anh cứ dùng nào không nhiều cho anh gọi điện cho em. Khi nào bây giờ có ship được hai cho cơ có anh có, nếu mà anh cứ thiện chí mua là em ship thôi. Ai mà hỏi em cây lá cong ấy nhở, hai cây lá cong đây nhá, hai cây lá cong à, cái này cong như cái bánh hỏi ấy, cong như cái bánh hỏi luôn. Đây em giới thiệu lại nhá, giới thiệu lại cho ai mà vừa vào thì để biết này, tại vì cái cọc like này mới chưa có ai like nên là mọi người chưa biết, cũng đúng nên em sẽ giải thích đi giải thích lại nhiều lần cho mọi ai vào mới vào thì sẽ biết này. Đây ạ, cây mẹ của nó là cây cánh trắng mắt tràn họng phân thủy nhá, cây cánh trắng mắt tràn họng môi phân thủy này. Đấy, cánh trắng mắt tràn phân thủy. Anh thêm cốc đấy nữa nhé. Anh Công Đỗ. Ok, em chốt câu này cho anh Công Đỗ nhá. Em ơi thêm cho anh Công Đỗ số 42 này. Đây. Sẽ like với cây 6 mắt này. Like với cây. Like với cây 6 mắt. Thì mọi người cũng hỏi là tại sao like cái cặp này. Thì đơn giản nó là cặp bản thân nó thì tại sao like thì bây giờ khi mà bắt người ta thực hiện một cái phép like nào đấy thì nó trước tiên là để tìm kiếm cái mặt hoa đẹp, sau nó nữa là nó sẽ mang lại lợi ích kinh tế. Mà lợi ích kinh tế thì cái cặp like này nó là phép là một cái phép like kinh tế thôi. Khi mà like hai cái cây đấy với nhau như vậy thì hy vọng để nó sẽ ra được cái mặt hoa, ra được cái mặt hoa giả hạc cánh trắng 6 mắt như thế này ạ. Giả hạc cánh trắng 6 mắt như thế này. Trên thị trường thì bây giờ đang có bán cái ki của cái cây giả hạc 6 mắt này với giá khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu một ki, tùy ki to nhỏ. Đây thì tại sao em lại like cái cặp like này thì đây. Bản thân cái cây mẹ của nó đã có hai mắt phân thủy rõ ràng như này, phân thủy rõ ràng. Like với 6 mắt này thì mong sao là nó sẽ ăn với cái tính trạng của cây trầm, ăn cái tính trạng 6 mắt của cây trầm này vào cái cánh của cây phi điệp để cho nó ra cây 6 mắt. Thì cái quá trình like tức là hoa của cây phi điệp này, hoa của cây phi điệp mắt tràn phân thủy này like với hạt phấn của cây 6 mắt, like với hạt phấn của cây 6 mắt nhé, để cho ra cái quả like như này ạ. Đây là quả like nhé, quả sau khi thụ phấn like thì sẽ ra cái quả này này. Cái quả này thì không phải là đem cái quả này vùi xuống đất hay là đem cả cái quả đi gieo, mà mình sẽ sử dụng cái quả đó khi mà nó chín, khi mà nó chín nó tách ra như này, nó khô không phải là chín mà nó khô, nó tách ra như này thì mình sử dụng cái hạt bên trong này, sử dụng cái hạt bên trong này trong môi trường thí nghiệm, trong môi trường thí nghiệm như này ạ, để ra được cây gieo hạt, cây gieo hạt và đưa ra những cái cốc ở môi trường tự nhiên. Trồng thì trồng bằng rêu nhé, trồng bằng rêu. Về mọi người sẽ phải ra chậu cho nó, trồng bằng rêu thì nó sẽ độ ẩm nó sẽ tốt hơn, nhưng mà nó sẽ gốc nó chưa bám chắc đâu ạ, gốc nó chưa bám chắc đâu, về mọi người sẽ thay chậu cho nó. Thì vừa nay có một anh bảo em là cây này ở bên Thái, thì cây này em khẳng định 1000% là không phải ở bên Thái nhé. Nếu như mà em mang từ bên Thái về mà cái cây nó ướt nhẹp như thế này thì 100% là nó thối. Còn em chỉ có mang một quãng đường rất ngắn từ Học viện Nông nghiệp về đây thôi, nó vẫn còn đẹp mê ly hơn chim ri như này. Cho số điện thoại. Dạ vâng anh Phạm Văn Tiến, em ghim cho chị số điện thoại. Em comment cho chị. Vâng chú Tiến ơi, chú để cháu ghim số điện thoại lên cho chú gọi điện nhé. Chắc là chú comment lâu. Chú chờ cháu gì ạ? Cây thì sẽ có những cây lớn như này nhá. Phú Thọ còn không em? Anh ơi Phú Thọ còn mà cây nó không đẹp lắm anh ạ, ngại bán quá. Vậy sao em bán cái cây gieo hạt này mà nó không đẹp ấy?
về mọi người á, gọi điện ngày nào em cũng nghe điện thoại cháy máy luôn. Em ơi sao cây bé thế, em ơi sao cây nó thế này thế kia, cho nên là em chỉ bán cây đẹp thôi, cây xấu em để lại em trồng. Cho chú xin số điện thoại của cháu với. Dạ vâng, để cháu ghi số điện thoại của cháu lên nhé. 0988400383. Thầy cháu nói hay quá. Dạ cháu ghi số điện thoại lên rồi chú Nghĩa với cả chú Văn đến ạ. Cháu chỉ nói sự thật thôi, cháu có nói hay gì đâu. Để em vậy. Ôi, anh Trung Hiếu ơi, cảm ơn anh nhá. Thế thì anh phải mua cây ủng hộ em đi thôi. Mọi lời khen ngợi mà hữu hiệu nhất là em ơi, chốt cho anh 10 cây. Đây ạ, có những cây mà nó có hai mầm lớn như này. Em cũng đã thực hiện rất là nhiều phép lai rồi. Rất là nhiều phép lai, hôm trước vừa bán cây cánh trắng lai với cây mắt đỏ. Cháu tên gì vậy? Chú ơi, cháu tên là Diệp. Cháu tên là Diệp có nghĩa là lá đấy ạ. Chắc là tên là Diệp nên suốt ngày làm việc với cây. Cháu tên là Diệp nên suốt ngày làm việc với cây. Một cốc giá thế nào? Anh Kim Rong Ong ơi. Ưu tiên Hàn Quốc, ưu tiên Hàn Quốc, chốt 250 một cặp. Còn lại là lẻ là bán tận 150 một cây cơ. Còn hai cây là 250 một cặp nhá. Hai cây là 250 một cặp. Mọi người mua một cặp về trồng đi. Hôm trước em cũng đã bán cái cặp lai này này, bán cái cặp lai này. Mọi người cũng cảm thấy hứng thú. Khi mà em lai ra mọi người cảm thấy hứng thú thì em có động lực. Anh ơi làm sao mà em tự tay lai ra hả anh? Cái này nó phải có khoa học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhá. Em làm sao mà lai được? Em chỉ là người có cây thôi, còn em không phải là kỹ sư nông nghiệp. Nên là không có thể nào mà tự tay em lai được thì em thần thánh quá. Em đã không ngồi đây bán lai. Em chỉ là người có cây thôi nhá. Còn người lai phải là kỹ sư nông nghiệp. Hôm trước thì em có bán mặt cây mũi hồng lai với cây mắt đỏ này này. Thì hai cái mặt hoa lai này đấy đều lai cùng thời điểm với nhau. Cho nên là cái cây nó cái độ dài của cây bằng nhau. Độ dài của cây bằng nhau. Đẹp mà không có cây là không được. Được rồi, đẹp phải đi kèm với cây chứ anh. Đấy mọi người chốt cây đi ạ. Cháu học trường nào vậy? Cháu á, cháu học sư phạm Hà Nội chú ạ. Đây mọi người toàn chốt mấy chục cây này. Em chào anh Hiếu Ngô, chào anh Minh Hùng. Em đang định nói cái gì mà tự nhiên em quên mất. Đang định nói cái gì hay ho lắm mà tự nhiên quên mất đấy. Đầu óc kỳ quặc quá. Đang định nói cái gì quên mất. Đây, cây nhiều mầm như này nhá, em có bao nhiêu? Anh Phạm Bình ơi, em có 2.000 cây nhá. Em có 2.000 cây. Anh muốn lấy bao nhiêu cây? Em sẽ trồng khoảng 500 cây. Em trồng khoảng để lại trồng khoảng 500 cây còn 1.500. 1.500 là muốn bán nhé. Ôi em đang định nói cái gì hay ho lắm mà em quên. À đây, đang định nói về cái tiếp về cái cặp lai này. Khổ, bị quên mất chủ đề. Ôi em không bán người đâu anh Huân ơi, thông cảm nhá. Buôn bán phụ nữ là tội to lắm đấy anh ạ. Anh lên mạng mà anh hùng hồn thế là nguy hiểm lắm ấy nhá. Em chào anh Hiếu. Thì đang định nói là Hồng Anh thì em học khoa văn anh nhá. K61. Đây ạ. Cây nào hoa chả đẹp anh? Cây nào hoa chả đẹp anh? Đã gọi là hoa là phải đẹp chứ.
đang định nói là lúc mà like hai cái cặp like thì thấy cái cặp like này nó phát triển tốt hơn cái cặp like trước rất là nhiều. Nó phát triển tốt hơn cái cặp like trước rất là nhiều, bụi nào cũng tùm luôn. Bụi nào cũng tùm luôn. Nên là mọi người mới bảo là đúng là like cái cặp like này để lấp chỗ trống, để điền vào chỗ trống. Đây, điền vào chỗ trống tức là lấy cái tính trạng sáu mắt của cây trầm này này. Lấy cái tính trạng sáu mắt của cây trầm này. Đó, lấy cái tính trạng sáu mắt của cây trầm điền vào chỗ trống của cây cánh trắng này. Điền vào cái chỗ trống của cây giả hạc cánh trắng mắt tràn này. Một phép điền vào chỗ trống. Đấy. Thế là mọi người cứ yên tâm chốt hàng nhé. Hàng khỏe đẹp, cây nhiều mầm ít mầm gì đó đều có hết ạ. Giá thì rất là hữu nghị luôn. Đây, cây đây ạ. Đây, cây như này nhá, nhiều mầm như này luôn. Anh K52 đây, ủa thế hả? Anh K52 thì hơn em ở chục tuổi. Gọi bằng chú được rồi. Gọi bằng chú được rồi. Đây, đây, cây này còn to, hai mầm bằng nhau luôn ạ. Anh Hiếu Văn Phạm ơi, cây này một năm là hoa bói rồi anh. Đây, cây nó cũng khá là dài rồi mà cái dòng cây lai này nó rất là siêng hoa nhá, nó siêng hoa chứ không có kén thời gian ra hoa đâu ạ. Đây, nó dài gần bằng cái bút rồi, sang năm là hoa bói anh nhá. Anh không phải chờ lâu đâu, trồng một năm thôi nhá là anh không phải chờ lâu đâu. Anh ơi em ra trường mấy năm rồi anh. Anh Huân Đặng ơi, không phải lan vùng nào anh nhá, cây này là cây lai. Cây dạ hàng sáu mắt lai, không phải là cây vùng nào đâu anh ơi. Cây sáu mắt lai, không phải là cây vùng nào đâu. Cây sáu mắt lai, cây dạ hàng sáu mắt lai nhá, không phải là cây vùng nào. Hích cái gì hả anh? Hích ạ? À? Nào mọi người còn ai chốt hàng nữa không ạ? À? Mọi người còn ai chốt hàng nữa không? Em chào anh Hoàn. Hàng gì vậy? Anh ơi, cây giả hàng 6 mắt like anh nhá. Cây giả hàng 6 mắt like. Nhiều chưa? Em còn ở đây còn một ít nữa. Ừ, like nhá. Dạ. Chào Phúc Phan. Mọi người ơi, chắc là em nghỉ giải lao một tí, mệt quá. Nói hoài từ nãy giờ. Tí nữa like tiếp nha mọi người. Bye bye.